Vậy thì đây là hình ảnh cấu trúc của một cái quả thận. Còn cái đơn vị mà tạo nên cái cầu thận, vậy thì đơn vị nhỏ nhất của một cái đơn vị cầu thận là gọi là neuron, là một cái đơn vị cấu tạo đơn vị nhỏ nhất của cầu thận. Và thận thì được cấu trúc hàng tỷ bởi cái hàng hàng triệu cái neuron tập hợp lại. Mỗi một cái quả thận nó có hàng triệu cái neuron này, và mỗi một cái đơn vị cầu thận, tức là mỗi một cái neuron này thì nó bao gồm này mọc bao man này, ống lượn gần này, đây này ống lượn gần này anh chị, ống lượn xa này, quai Helen, cái cong này là quai Helen, và ống gót. Thì cái cấu trúc của mỗi một cái tiểu đơn vị cầu thận này nó hoạt động như thế nào? Đây là cái tiểu động mạch đến này, tiểu động mạch đến đưa tuần hoàn xuống đến đây. Trong cái bọc Bonan này thì nó có cái màng lọc, những cái chất có phần tử lượng lớn nó sẽ được, và hồng cầu nó sẽ được quay ngược và tiểu động mạch ra, và nó quay về hệ tĩnh mạch và nó quay về vòng tuần hoàn, quay về vòng tuần hoàn chung. Những cái chất mà có phần tử lượng nhỏ nó sẽ đi qua cái màng lọc xuống đến cái phần ống lượn gần. Những chất cần thiết cho cơ thể như là glucose, các axit amin, những chất cần thiết thì sẽ được tái hấp thu qua ống lượn gần, quai Helen, ống lượn xa. Những cái chất không cần thiết, nước mà một số ít nữa là nước và muối, những chất cặn bã sẽ được gom lại tại các ống góp. Ống góp tức là nó gom góp lại thì nó được gọi là ống góp, và nó tập trung ở bể thận để được thải ra bên ngoài. Chính vì vậy mỗi một cái đơn vị cầu thận này nó sẽ thực hiện các chức năng của cái quả thận bằng cái chức năng lọc, chức năng tái hấp thu, chức năng nội tiết, chức năng bài tiết. Có cần phải nói lại lần này nữa cái chỗ này không anh chị? Và cái chuyện lọc qua cái mọc bao man này là rất là quan trọng này, mình có nghe kịp không ạ? Cô nói chậm chậm thôi cô ơi. Rồi lại lần nữa ha. Cô nói nhanh quá ạ. Dạ, máu theo tiểu động mạch này, người ta cái tiểu động mạch này mình nhìn thấy trên hình cái chỗ mà cái chỏ chuột màu trắng trắng, cô chỉ không ạ? Cái chỏ chuột màu trắng trắng anh chị, cô chỉ để cô chỉ anh chị thấy không? Dạ thấy cô. Vâng, đây là cái này người ta gọi là tiểu động mạch đến anh chị ha. Tiểu mạch đến nó vô cái này này, cái cục tròn tròn này người ta gọi là bọc Bowman nha. Không? Bọc Bowman thì trong cái bọc Bowman này có cái quả cầu Magiphiri á, thì trong cái quả cầu này này nó sẽ chia thành khoảng 50 cái măng mạch, nó xếp song song nó thành hình khối cầu ở trong cái mọc này này. Khoảng 50 cái để làm gì? Để nó tăng cái diện tích tiếp xúc giữa cái, anh chị nào chưa tắt mic mình tắt mic dùng vô. Nó chia thành nhiều các cái mạch, 50 cái mạng mao mạch xếp song song với cái trong cái bọc này này, để làm gì? Để nó tăng cái diện tích mà lọc lên, tăng cái diện tích lọc lên, tức là gì? Máu này nó sẽ tiếp xúc với cái màng lọc này này, những cái chất có phần tử lượng lớn, ví dụ như là gì, albumin là một này, thứ hai là hồng cầu này, những chất có phần tử lượng trên 70.000 đắt-tông thì nó sẽ không có đi qua được màng lọc, mà nó theo cái tiểu động mạch này này, nó đi ra này, theo tiểu động mạch ra này, rồi nó gì ạ, đến hệ thống bao mạch và nó quay trở lại đường vòng tuần hoàn bằng đường tĩnh mạch. Đường tĩnh mạch là cái màu xanh xanh này anh chị thấy không? Còn những cái chất mà nó đi qua đây thì sao? Ví dụ như glucose nó sẽ đi qua gần như hết cái màng lọc đầu tiên của cái bọc Bowman, vậy thì nó sẽ đi xuống ống lượn gần này. Đây là ống lượn gần này, qua ống lượn xa này, rồi qua Helen này. Thì tại ống lượn gần, ống lượn xa qua Helen này, những cái chất cần thiết cho cơ thể, ví dụ như axit amin, glucose, protein sẽ được tái hấp thụ một cách hoàn toàn quay trở lại lòng mạch. Những cái chất không cần thiết và nó có kéo theo nữa là muối, muối clo, nên trong nước tiểu của mình nó có cái vị mặn, là nhờ cái natri này này nó sẽ bị bài tiết một phần nào đó qua cái ống lượn, một phần qua cái ống thận này. Ống thận thì ống lượn gần, ống lượn xa quay lên người ta gọi là ống thận hết, nó được đổ ra ngoài qua cái ống góp. Các ống góp này nó gom góp lại nước tiểu đổ vào bể thận, từ bể thận này nó sẽ chảy xuống bàng quang, và khi bàng quang đạt một áp lực khoảng 300 ml nó sẽ gây ra buồn tiểu, và chúng ta sẽ mở cái thắt bàng quang ra chúng ta đi tiểu được. Đó là một cái vòng tuần hoàn ở thận. Thì mình nắm được cái sinh lý này rồi thì ví dụ như khi mà nó tổn thương cái màng lọc ở cầu thận thì sao này, ở trong bệnh viêm thận cấp này, cái màng lọc này là nó bưng bít lại này, nó dày cái màng lọc cầu thận này, hay trong các bệnh lý là nó trụ
tức là các tế bào mỡ hồng cầu này, tế bào mỡ này anh chị nhìn thấy các ống lượn gần nó rất nhỏ này, nhưng khi mà cái hiện tượng protein mà nó tăng quá mức này thì nó có thể gây ra các hiện tượng về trụ niệu hoặc là trụ hồng cầu, tức là nó vít cái chỗ ống này này, nó vít cái ống lượn gần qua hai len này này, làm cho nước tiểu nó không có đi ra được ấy, thì không lọc được nước tiểu này, bệnh nhân không có tiểu ra ngoài được này. Hoặc trên những cái tổn thương mà cái màng cầu thận này nó bị trầy suốt này thì nó có thể gây ra cái tình trạng là đái gì ạ? Đái ra mủ này, đái ra máu này, đó. Thì đó là những cái bệnh lý mà mình nhìn thấy ra bên ngoài được, nó biểu hiện ra bằng quang nước tiểu đấy. Được chưa ạ? Cái lọc nước tiểu. Đến đây là được chưa ạ? Tí nữa thì nó có cụ thể nữa, nhưng mà sơ qua mình hiểu khái quát qua nó là như này, được chưa? Được chưa anh chị? Mình ghi rõ chưa Dạ ạ? rồi cô, dạ rồi À, cô. cái này là chậm chậm rồi đúng không? Dạ, Toàn cô bộ. nói chậm chậm như vậy thôi cô. Vâng. Toàn bộ Dạ. cái hệ thống này anh chị nhìn này, ống gần, ống lượn gần này, quay hai len này, ống lượn xa này, ống góc, cái này người ta gọi là ống thận nhá, ống thận. Về ống thận thì gồm này, gồm ống lượn gần, quay hai len, ống lượn xa và ống góc. Ống góc thì nó không thuộc đơn vị của thận nhưng mà nó nhận được các cái dịch lọc từ các cái đơn vị thận này đổ về này, nó góp lại nước tiểu về bể bể thận. Được chưa? Còn cái bọc này người ta gọi là cái bọc bao man. Trong đó nó chứa cái màng lọc, tất cả cái chuyện mà lọc của cầu thận nó sẽ mở lọc qua cái bọc bao man này. Còn cái ống này nó chỉ có tác dụng là gì ạ? Tái hấp thu, tái tiết thôi. Chứ nó không lọc ở đây nhé. Cái ống thận nó không lọc mà nó tái hấp thu, tức là những thằng nào mà lỡ nó lọt qua cái màng lọc này thì cần thiết thì nó được lọc tái hấp thu lại qua cái ống thận. Vậy chức năng của thận là chức năng lọc này, chức năng tái hấp thu này, chức năng bài tiết này, chức năng nội tiết. Bài tiết là bài tiết cái gì? Bài tiết nước tiểu, bài tiết những chất không cần thiết được thải ra ngoài. Chức năng nội tiết thì có gì ạ? Có renin, có erythropoietin. Được chưa ạ? Cô nói lại cái phần ống thận. Đấy, ống thận như chị nhìn trên hình này đó không? Bao gồm này, ống thận này, cái khoanh tròn người ta khoanh cho chị là gồm này, ống lượn gần này, ống lượn xa này, quai hay len cái cong này, quai hay len, được chưa? Và ống góc thì gọi là ống thận. Ống thận thì nó không tham gia vào quá trình lọc mà nó chỉ tham gia vào quá trình gì ạ? Tái hấp thu thôi. Lọc là nó xảy ra ở cái bọc bao man, cái bọc tròn tròn này, chị nhìn thấy không? Đó, cái bọc tròn tròn này nó sẽ lọc này, những cái phân tử lượng lớn thì nó không đi qua được màng lọc, nó sẽ quay ngược ra tiểu động mạch ra, nó quay về tuần hoàn. Ví dụ như hồng cầu là nó được lọc hoàn toàn qua cái màng lọc này. Những cái chất nào mà nó lỡ đi qua cái màng lọc này rồi ấy, vì phân tử lượng nó nhỏ, ví dụ glucose, nó đi qua gần như hết cái màng lọc này luôn, nhưng nó sẽ được tái hấp thụ lại ở cái phần ống thận này. Những cái chất cần thiết này nó sẽ đi qua cái ống thận, nó tái hấp thụ lại và nó quay trở về gì ạ? Cái mao mạch này này. À, cái tĩnh mạch này, nó ra cái tĩnh mạch ra và nó quay về tĩnh mạch chủ bụng, quay về gì? Về tim, đi vào vòng tuần hoàn, lại tiếp tục một cái vòng tuần hoàn nữa. Quá trình lọc. Vậy thì gì? Cái áp suất lọc. Áp suất lọc có nghĩa là cái áp suất mà nó nằm ở trong cái bọc Bowman này này, người ta được gọi là áp suất lọc. Áp suất lọc là cái giá sự chênh lệch giữa áp lực thủy tĩnh trong cái bọc Bowman cầu thận. Và tổng của cái áp lực keo trong lòng mạch với cái áp suất của nong Bowman, thì cái áp suất lọc nó tương ứng khoảng là 41 mm thủy ngân. Trong đó cái PC là áp lực thủy tĩnh trong cầu thận, áp lực thủy tĩnh trong cầu thận là trong cái bọc Bowman đấy ạ, khoảng 75 mm thủy ngân. Áp suất keo này được tạo ra từ cái gì ạ? Nồng độ protein trong máu này. Hôm sau mình khi rối loạn chuyển hóa protein ấy, mình sẽ thấy cái áp suất keo này nó giảm này. Thì khi áp suất keo giảm ấy, áp suất keo giảm thì mức lọc cầu thận tăng. Tiếp này. PN là cái áp suất trong bọc Bowman, nó chiếm khoảng 6 mm thủy ngân. Cái giá trị 40 m 41 mm thủy ngân này này là áp suất lọc để tạo ra cái dịch lọc trong cái bọc bông man. Với quá trình lọc này nó diễn ra ở cầu thận là một quá trình thụ động, phụ thuộc vào sự chênh lệch áp suất trong bọc bông man cầu thận và trong bông man, tức là gì? À, cái sự lọc nước tiểu đầu này này, máu đây, đây đang là máu đúng không ạ? Thì khi đi qua bọc bô man này nó gọi là nước tiểu đầu này anh chị. Cái nước tiểu đầu này nó ra được nhiều hay ra được ít, cái thành phần trong nước tiểu nó thay đổi là nhờ gì ạ? Nhờ cái áp lực, áp suất lọc này này. Áp suất lọc thì nó bằng cái áp suất thủy tĩnh này
áp suất keo này, áp lực của cái mạch máu nó đưa vào trong cái bọc bông ban này này, à, được chưa ạ? Và dịch lọc á, dịch lọc hay người ta còn gọi là nước tiểu đầu, hay gọi là tên tiếp theo nữa của nó là nước tiểu nang ấy, thì nó có thành phần tương tự giống như huyết tương, ví dụ như là glucose này, axit amin này, natri này, kali này, HCl3 này, clo. Đa số là nó giống hệt như huyết tương, tức là nó cho những cái phân tử lượng này nhỏ đi qua gần như hết cái màng lọc, nãy cô vừa nói rồi. Những cái phân tử lượng lớn là nó được quay ra tiểu động mạch ra rồi. Phần những một số cái phần thành phần protein nó vẫn lọt qua những có phân tử lượng nhỏ. Ví dụ như là các cái globulin phân tử lượng nó nhỏ hơn đó, thì nó vẫn đi qua được, thì những cái đó nó sẽ được tái hấp thu ở cái ống thận. Đây là cái thành phần nước tiểu đầu này các anh chị. Đây là thành phần trong huyết tương này, anh chị nhìn thấy cái cột ngoài cùng này là của trong huyết tương nha. Đây là tên sẽ tên các chất này. Ở đây là thành phần trong huyết tương trong 180 ml, trong 180 lít huyết tương. Ở đây này là trong cái dịch lọc đầu tiên hay còn gọi là trong cái nước tiểu đầu này, thì anh chị thấy này, protein nó gọi những phần tử lượng lớn nó lọc gần hết rồi, nó chỉ lọt qua một ít cái phần tử protein nhỏ thôi. Nước tiểu đầu tức là cái nước tiểu mà ngay ở cái ống ống lợn gần này này, qua cái bọc ô man nó xả ra, nó lọc xong á thì nó được gọi là nước tiểu đầu anh chị ha. Thành phần của nước tiểu đầu thì natri vẫn giữ nguyên, clo giữ nguyên này, HCl3 giữ nguyên này, kali giữ nguyên luôn, glucose giữ nguyên luôn, ure giữ nguyên, axit uric giữ nguyên, creatinine giữ nguyên hết, chỉ có không có hồng cầu và một lượng lớn protein đã được lọc qua gì ạ? Protein có phần tử lượng lớn được lọc ở bọc bô man, ở màng lọc cầu thận đấy. Một số lượng nhỏ nó được đi qua cái bọc bô man này, nó xuống ống lợn gần, nó chỉ còn 10 đến 20 thôi. Nhưng sau khi mà cái lượng nước tiểu đầu tiên này này nó đi qua ống lợn gần này, qua hai len này, ống gót này, thì nó được tiếp tục tái hấp thu này, tức chỗ là từ cái chỗ ống thận này nó được tái hấp thu cái gì, nó tái hấp thu cái gì này, anh chị nhìn, protein tái hấp thu hết này, natri tái hấp thu gần hết, nó chỉ xả ra ngoài một rất là ít này, clo thì đi thụ động theo natri mà thôi này, HCl3 trừ cũng được tái hấp thu gần hết này, cũng có thải ra ngoài qua nước tiểu nhưng mà ít, kali cũng xả ra ngoài một ít. Vậy chính vì vậy nên khi này, khi mình xài lợi tiểu bệnh nhân sẽ mất kali, tự nhiều quá nó chưa có lọc lại được, không tái hấp thụ được thì nó bị thiếu kali. Nên cho những thằng bệnh nhân mà những ông bệnh nhân mà được xài mà lợi tiểu nhiều á thì kali này nó gì ạ, nó mất qua nước tiểu, nên người ta phải bù kali qua đường gì, qua đường ăn uống, qua đường tim, qua đường truyền dịch là vậy. Glucose họ hấp thụ hết 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 trơn, trừ khi nó vượt qua ngưỡng của thận thì nó mới đào thải ra qua nước tiểu thôi, còn những nước tiểu của người bình thường là không có glucose. Nên chị nhớ, nước tiểu bình thường không có protein, không có glucose, không có glucose và không có hồng cầu luôn. Nếu như mà nó có thì nó phải là bất thường, mà bất thường thì do cái gì gây ra thì gì, người ta lại phải tìm cái nguyên nhân tiếp theo nữa. Ure xả ra ngoài khoảng 25, axit uric là 0,8 và creatinine là 0. Đây là cái trong thành phần này của nước tiểu bình thường của một người bình thường xả ra. Vậy thì anh chị nhớ này, protein, glucose, creatinine được hấp thụ hoàn toàn trở lại trong lòng mạch khép trơn, nó không xả ra ngoài nha. Nếu mà nó xả ra ngoài thì đó là bất thường. Ví dụ như trong nước tiểu có protein là không bình thường, nước tiểu có glucose là không bình thường, nước tiểu gì ạ, nước tiểu có hồng cầu cũng là không bình thường. Vậy thì nói kỹ hơn về quá trình lọc. Khi này nói đây là cái tiểu động mạch đến này, nó có khoảng 50 cái mao mạch xếp song song đi qua các cái màng lọc của thận này. Vậy thì ở đây nó đi qua những cái màng nào? Thì anh chị sẽ thấy này, cái màng đầu tiên mà nó đi qua là tế bào chân giả. Rồi tế bào biểu mô của khoang bao man. Rồi màng đáy. Tế bào màng đáy của tế bào biểu mô, khoảng kẽ và biểu mô, cái hình này nó rộng rõ hơn này. Anh chị tưởng tượng bên là cái dịch trong huyết tương này. Cái màng đầu tiên mà cái dịch này nó đi qua là màng tế bào biểu mô của mao mạch. Thì cái màng này anh chị thấy nó có những cái phân tử như thế này, những cái lớp màng như thế này, thì nó cho những cái phân tử lượng này đi qua. Những cái phân tử lớn là protein có phân tử lượng lớn là 1, hồng cầu có phân tử lượng lớn là 2, nó không đi qua được màng lọc này đâu. Không đi qua được màng lọc này, nó sẽ quay trở ngược lại qua tiểu động mạch.
tiểu động mạch ra và quay về vòng tuần hoàn. Những chất có phần tử lượng nhỏ gồm có phần từ phần protein, phần tử lượng nhỏ từ 10 đến 20% cái lượng protein, phần tử lượng nhỏ nó sẽ đi qua đây. Glucose đi qua hết. Natri, kali đi qua hết trơn, giống hệt như thành phần trong huyết tương, nó chỉ cái là nó không cho hồng cầu và protein phân tử lượng lớn đi qua cái màng biểu mô này thôi. Đi qua màng tiếp là màng đáy này, màng đáy chị nhìn thấy cái màng đáy nó dày này, nó xít như thế này và nó lọc lại những cái phần lửa lượng protein tiếp. Đi qua ba cái màng, màng tiếp nữa là tế bào biểu mô của bọc Bowman. Sau khi đi qua ba cái màng lọc này thì nó sẽ tạo ra cái phần phía sau gọi là dịch lọc, hay còn gọi là nước tiểu đầu, hay đừng gọi là nước tiểu nang. Thành phần nước tiểu nang này nó chỉ khác ở chỗ nó không có hồng cầu và không có phần tử lượng protein lớn thôi, còn nó giống hệt huyết tương, tức là nó cho đi qua gần hết cái màng lọc này. Vậy thì cái bệnh lý của cái bạn của cầu thận thì sao? Bệnh lý của cầu thận là những cái tổn thương màng lọc này các anh chị này, rách cái màng lọc này, tế bào này. Thứ hai là nó bít tắc cái màng tế bào, bít hết cái phần lọc này, giống như mình lọc cái dịch của cua ấy, đổ nhiều lên thì gì ạ, cái xác cua nó bắt vít hết cái lỗ lọc ấy, thì dịch nó không chảy xuống được thì bệnh nhân không lọc được. Đây là nó tổn thương cái chức năng lọc của thông thận, phải không? Vậy thì nhìn trên cấu trúc giải phẫu cái hình rõ hơn nữa, màng lọc của thận nó qua ba lớp. Lớp đầu tiên là lớp tế bào nội mạc mong mạch, có các cái lỗ này cho tất cả các chất trong cái tương đi qua trừ tế bào máu. Thứ hai, lớp màng đáy của cầu thận không cho protein có phần tử lượng lớn đi qua, chỉ những phần tử lượng protein nhỏ nó đi qua đây được thôi. Cái thứ ba, cái tế bào biểu mô chân giã này này, thì nó cho protein phần tử lượng đi nhỏ và trung bình đi qua. Rồi những cái thành phần nào mà nó đi qua được á, thì nó sẽ tiếp tục nó sang cái phần gì? Ống thận, ống lượn gần này, quay hay len này, ống lượn xa này, ống lượn ống góp này, được không ạ? Thì tại cái ống thận này nó sẽ được hấp thụ gì? Hấp thụ nước này, natri này, clo này, glucose này, axit amin này, những cái chất nào mà cần thiết còn lại nó sẽ hấp thụ hết. Protein phần tử lượng lớn nó hấp thụ hết qua các cái ống này. Vậy thì quá trình hấp thụ qua cái ống này nó lại có những cái hormone nó điều tiết đến quá trình mà tái hấp thụ này. Thì đầu tiên vai trò của ADH và aldosterone. ADH người ta được biết nó là một cái vai trò của hormone chống bài niệu do thùy sau của tuyến yên tiết ra. Cái ADH này nó tiết thì nó gây hoạt hóa các men adenine acetyl. Cái men này nó sẽ kích thích, nó biến đổi cái AM thành phần của cái ATP thành cái AMP vòng. AMP vòng này kích thích cái men protein kinase, thì những cái này nó hơi phức tạp một tí, nhưng anh chị nhớ cho cô là cái ADH này nó giúp hấp thụ nước đi qua đây, gọi là hormone chống bài niệu. Thế khi không có thằng ADH này thì sao? Trên những trường hợp mà bệnh nhân mà không có ADH này thì sao? Thì những cái nước này, nước tiểu này, natri nó không được hấp thụ lại, nó không có đi vào lòng tuần hoàn được mà nó thải ra bên ngoài qua nước tiểu. Chống bài niệu chứ là chống bài tiết cho cái nước tiểu nhiều quá đấy, nó điều tiết. Thì bệnh nhân gây ra bệnh lý gì ạ? Đái tháo nhạt. Nhớ cho mình nhỉ? Khi không có ADH thì nó gây ra bệnh lý đái tháo nhạt. Bệnh nhân đi tiểu rất rất là nhiều, thậm chí có khi lên đến 10 lít nước một ngày và nước tiểu gần như là màu trắng, giống như là nước mình uống nhiều đó. Bởi vì gì ạ? Nó không có thằng ADH thì nó tái hấp thụ lại cái phần nước và muối này này, thì cơ thể sẽ dẫn đến chuyện gì? Mất gì ạ? Mất muối này, mất ion này, mất kali này, mất clo này, mất nước này, thậm chí là gì ạ? Mất đi những phân tử protein nhỏ này, nó đi qua đây, mất cả glucose luôn. Đến đây mình rõ chưa ạ? Anh chị ơi, đâu hết trơn rồi. Dạ. Thế không? Dạ nghe cô ơi. Nói muốn xòi một mép thôi chứ có phải là không giả. Cô ơi, cái đái tháo nhạt là đái đái đường á, bệnh tiểu đường hả cô? Không, đái tháo nhạt khác và đái đường khác. Đái đường là glucose trong nước tiểu. Còn đái tháo nhạt là vì nó không có cái ADH nên nó không tái hấp thụ được nước, nên bệnh nhân đi tiểu rất rất là nhiều trong một ngày, có thể đến trên 10 lít nước một ngày. Và kèm theo cái hiện tượng mà mất nhiều nước như vậy thì những cái ion mà mình vừa mới giảng xong á, những cái ion đó nó không có được tái hấp thụ lại, bởi vì nó đến đó nó đào hết ra ngoài, nó không có được tái hấp thụ, thì nó sẽ mất natri, mất kali, mất clo và mất cả glucose nữa, nhưng mà nó không phải là hiện tượng tái tháo đường.
Đái tháo đường là gì? Số lượng nước tiểu bình thường giống như bình thường hoặc tăng lên một chút xíu thôi chứ nó không nhiều giống như đái tháo nhạt. Và nó có lượng glucose rất là cao trong nước tiểu thì được gọi là đái tháo đường. Còn cái này gọi là đái tháo nhạt, tức là nước tiểu nó gần như cái màu rất là trắng. Nhưng nó không có giống như màu vàng của người bình thường mình thì có những từ người ta mô tả nước tiểu là nước tiểu màu trắng như nước lọc này. Nước tiểu màu vàng sẫm này. Vàng sẫm tức là gì? Có hiện tượng mà cơ thể nó thiếu nước thì nó tăng tiết cái ADH này để nó tái hấp thụ nước một cách triệt để nhất để cho quay trở lại vòng tuần hoàn cho mình đỡ mất dịch tuần hoàn đấy ạ. Thì nước tiểu màu sẫm lại đúng không ạ? Tiếp này, nước tiểu nó màu vàng sáng thì đây là những từ người ta mô tả là nước tiểu nó có nhiều protein trong nước tiểu á, nó làm cho cái nước tiểu sánh lại gần giống như cái màu của dầu ăn ấy. Rồi tiếp nữa này, tiếp nữa này, nước tiểu có gì ạ? Có màu như nước rửa thịt, là rõ ràng là trong nước tiểu có hồng cầu, nó làm thay đổi cái màu sắc của nước tiểu luôn, hoặc nước tiểu màu máu đỏ tươi. Đó là những trường hợp mà gì ạ? Nó tổn thương cái ống của thận, nước tiểu nó chảy ra máu màu đỏ tươi. Nước tiểu có mủ thì trong quá trình mà gì viêm thận này, viêm đài bế thận, viêm bàng quang, viêm đường tiết niệu thì có những trường hợp nặng nước tiểu nó có những cái lợn cợn mủ. Giờ mình cần hỏi gì nữa không ạ? Giờ anh Long nói đi ạ. Em hỏi là cái đái tháo nhạt như ví dụ như cơ thể mình uống ngày có 2 lít đến 2,5 lít nước mà sao lúc mình đi tiểu sao được 10 lít nước chữ cô là Bởi do dạ anh phải biết rằng là nước tiểu của mình nó được hình thành do qua cái hệ thống tuần hoàn nó đi qua các tiểu động mạch nó đưa đến, và cái tuần hoàn đưa máu đến thận rất là nhiều chứ không phải chỉ có 2 lít nước đâu, nó phải đi qua nhiều vòng lần như vậy thì mới lọc ra được 2 lít nước tiểu, anh hiểu không? Trong cả một ngày cái lượng tuần hoàn máu đến thận rất là nhiều, đến vài trăm lít máu nó đi qua cái cầu thận cơ chứ không phải chỉ có 2 lít nước anh uống vào đâu. Chính vì vậy anh phải đặt ra câu hỏi là cô ơi anh uống có 2 lít nước mà nó đi tiểu nhiều như thế thì chuyện gì ạ? Thì chuyện gì? Tuần hoàn của anh bị thiếu nước phải không? Nó lấy nước từ chính trong gì ạ? Trong dịch tuần hoàn, tức là trong gì ạ? Trong máu đi ra đó ạ. Thế thì gì? Bệnh nhân sẽ háo nước suốt ngày, bởi vì khi cái dịch tuần hoàn nó giảm xuống nó sẽ kích thích bệnh nhân khát nước, thèm nước và kèm theo các cái dấu hiệu triệu chứng là gì ạ? Mất nước cấp. Người ta phải truyền dịch rất là nhiều. Chứ không phải là mình uống có 2 lít nước thì nó đái ra được 2 lít nước đâu. Anh Long nhá. Vì những trường hợp bệnh lý này này là nó do cái tổn thương thùy sau tuyến yên, nó không tiết ra được cái ADH, nó không có tái hấp thụ lại được ấy. Và người ta nói ADH là vai trò của nó chống bài niệu. Tức là cái lượng dịch lọc này này nó đi qua cái phần này nó cũng rất là nhiều nhá, cái nước tiểu đầu rất là nhiều nhá. Nhưng mà sao nhờ có cái ADH này nó tái hấp thụ lại. Nên chúng ta mới thải ra ngoài có 2 lít nước thôi. Không đến 2 lít nước, người bình thường chỉ chịu có một một lít 2 cho đến 1,5 lít thôi. Anh uống có 2 lít nước thì chúng ta sẽ trừ cái lượng nước tiểu mất qua phân này, trừ nước tiểu mất qua mồ hôi, qua hơi thở, qua da, thì người bình thường chỉ tiểu khoảng 1,5 lít cho đến 1,5 lít thôi anh Long nhé. Vậy ăn uống mình sinh hoạt như thế nào mới bị bệnh đó vậy cô? Cái bệnh này là cái bệnh lý nó liên quan đến vùng phía não phía sau, cái vùng của tuyến yên, không phải liên quan đến chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống không điều chỉnh được cái bệnh này mà nó phải dùng thuốc để nó tăng cái tiết của thùy sau tuyến yên để nó tiết ra được cái ADH, cơ thể nó phải tiết ra được cái ADH thì nó mới gặp. Và cái bệnh lý này trên lâm sàng không phải là thường gặp, đa số mình chỉ hay thường gặp ở những cái bệnh lý về viêm đường tiết niệu này, viêm thận, viêm đài bế thận, sỏi thận, sỏi sỏi đài bế thận thôi, chứ cái ADH thì cũng gặp nhưng mà ít 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 thấy trên lâm sàng. Và bây giờ anh chị nhiều anh chị có khả năng, nhiều anh chị giờ mới nghe, nhất là anh chị bên dược nữa, giờ mình mới nghe đến cái chuyện mà ADH chống bài niệu phải không? Dạ cô, em bên dược có nghe lạ lắm lắm cô. Lạ, vâng, bởi vì là thường là đây là những cái bệnh lý nó liên quan đến cái vùng thùy sau cái yên của não, nó không tiết ra được ADH chứ không phải là do ăn uống anh Long ha. Vậy là mình luôn luôn giữ cho tuyến yên khỏe tốt là được hả cô hả? Những cái quan trọng là không dễ gì mà giữ được cái chức năng não nó ổn định đâu, cái này nó là bệnh lý rồi. Ăn uống nó không có điều tiết được những cái hormone ở phía sau của não đâu chị anh.
Ủa cô, vậy là nguyên lý nào làm rối loạn cái tuyến yên để nó gây ra cái mất ADH thì cô? Cái này là do yếu tố nội tiết. Một số các cái trường hợp bệnh lý tự nhiên, ví dụ như có những trường hợp nó bất thường sau một cái chấn thương hoặc sau một cái khối u ở tuyến yên, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng nội tiết của nó và nó không tiết ra được một số cái hormone này. Biểu hiện nào của cái việc là bị rối loạn cái mất cái ADH đó cô? Biểu hiện là chị tiểu rất là nhiều lần trong một ngày và nước tiểu nó màu trắng tinh giống như là nước gì ạ? Nước nước lọc đó. Ngày nước tiểu rất 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 là nhiều lần. Đi tiểu liên tục luôn á. Anh chị tưởng xem một ngày mà bệnh nhân đi tiểu 10 lít nước thì dấu hiệu là gì ạ? Đi tiểu suốt ngày, đi tiểu liên tục luôn. Uống vô một cái là đi tiểu ra liền luôn. Thậm chí là không uống nước nhưng mà tiểu thì nó cứ tiểu thôi. Cô cho em hỏi là nếu như mà trường hợp cái trường hợp tiểu nhiều như thế thì ngoài ra nó còn cái biểu hiện gì kèm theo không cô hề? Biểu hiện rõ ràng nhất đó là gì ạ? Là giảm cái tuần hoàn đấy chị. Nước tiểu nó mất ra ngoài như thế rồi thì anh chị rõ ràng là thấy cái khối lượng tuần hoàn nó sẽ giảm, mà khối lượng tuần hoàn giảm thì nó sẽ kèm theo gì ạ? Kèm theo mạch nhanh, mỗi huyết áp gì, huyết áp tụt, không cung cấp đủ đủ lại cái bồi phụ lại cái lượng tuần hoàn này thì bệnh nhân sẽ rơi vào trường hợp có thể nặng nữa là sốc gì ạ? Sốc do giảm thể tích tuần hoàn. Tại vì ví dụ như cái đó là trường hợp của người lớn của mình thì người lớn của mình là biết, còn như trẻ con đi tiểu nữa, tự đi tiểu như thế thì mình cũng không có biết, ngoài cái biểu hiện đi tiểu nhiều ra thì nó còn có cái triệu chứng gì kèm theo để mình biết rồi về Rất là cái mệt, bé rất bú đó. là nhanh, thông thường là bệnh nhân sẽ không chịu đựng được đâu, thường là sẽ nhập viện, với những trường hợp này phải nhập viện thôi. Dạ, Trẻ em cảm ơn em cô. trên trên Dạ. trẻ em thì như người lớn mình thì có những cái dấu hiệu về đường tiết niệu để mình biết cái hệ tiết niệu của mình bị tổn thương, ví dụ như là đái mút này, đái rắt này, đái mủ này, đái máu này, hoặc là tiểu rất là nhiều lần, tiểu bất thường đó. Như chị mình nói là nó tiểu quá nhiều lần trong một ngày đi, nó gọi là tiểu bất thường và số lượng nó tiểu quá nhiều. Thì đó là những bất thường. Còn trên trẻ em á, nó không có nói được những cái biểu hiện mà đái bút đái rắt á, thì mình hãy cứ quan sát cái dấu hiệu về sắc mặt của nó trên những cái đứa trẻ mà ví dụ như cái trường hợp này nó đái thì nó sẽ không bút không rắt gì cả, chỉ có một cái trường hợp nó đái rất là nhiều lần trong một ngày thôi, nó đi đi tiểu rất là nhiều và số lượng nước tiểu cũng nhiều nha. Nó phân biệt được từ cái hiện tượng mà đái rắt và đái nhiều nha, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đái rắt nghĩa là gì? Nghĩa là bé nó buồn tiểu hoặc là mình buồn tiểu nhưng mà mình đi ra tiểu được vài giọt cái rồi không tiểu được nữa, nhưng mà trong bụng, trong bàng quang vẫn còn buồn tiểu, tức là nó vẫn còn nước tiểu ở trong đó, nó không ra được, thì nó mới gọi là hiện tượng là đái rắt. Thì thường nó do các nguyên nhân về nó cản trở cái đường đi ra của nước tiểu thôi, nên là mình tí một mình lại buồn tiểu, tí một mình buồn tiểu bởi vì nó chưa có xả hết được cái lượng nước tiểu cho bàng quang nên nó gây ra hiện tượng đái rắt. Nhưng mỗi một cái lần tiểu nó chỉ tiểu được có chút xíu à thì nó lại đái rắt. Nhưng còn đái tháo nhạt thì là sao? Thì là đi tiểu rất là nhiều lần trong ngày và mỗi một lần là đi tiểu số lượng nhiều luôn chứ không phải là đái lắt nhắt. Vậy thì phân biệt được giữa đái tháo nhạt và đái rắt ở chỗ là gì? Đái cũng đái thành nhiều lần nhưng đái rắt thì cái lượng nước tiểu của mỗi lần tiểu nó rất là ít, còn của đái tháo nhạt thì nó rất là nhiều, đã nhiều lần trong một ngày và số lượng nước tiểu ở mỗi lần nó sẽ nhiều. Nên khi chăm sóc một cái bệnh nhân hay là khi về điều trị á, ngoài cái vấn đề về tính chất nước, màu sắc nước tiểu ra, người ta cần phải hỏi về số lượng nước tiểu trong một ngày, trong 24 giờ là bao nhiêu nữa. Những cái trường hợp này chắc chắn sẽ được theo dõi nước tiểu 24 giờ. Để người ta theo dõi cái nước tiểu 24 giờ á, thì cái phương pháp đơn thuần nhất là 8 giờ sáng ngày hôm nay. Ví dụ như bây giờ là 9 rưỡi đi. Bây giờ 9 rưỡi bác sĩ ra lệnh theo dõi nước tiểu 24 giờ á, thì anh chị phát cho bệnh nhân một cái chai. Hoặc là hai cái chai coca đấy đó, trên lâm sàng thì thường người ta phát một cho đến hai cái chai coca đó, dặn bệnh nhân là gì? Đi tiểu lần đầu tiên đi 8 giờ đây bây giờ này, đi tiểu lần cuối cùng vào trong nhà vệ sinh, bây giờ đi vô trong nhà vệ sinh tiểu đi có bao nhiêu nước tiểu cũng vô đó tiểu hết đi. Rồi từ đó về sau là tiểu hứng vào cái chai đó cho đến 9 rưỡi sáng ngày hôm sau anh chị đi tiểu nốt vào cái chai thì mình sẽ được lượng nước tiểu chính xác trong vòng 24 giờ là mình sẽ tiểu ra được bao nhiêu ml. Nó thay đổi về số lượng nước tiểu này. Muốn biết được cái thành phần trong nước tiểu thì người ta phải xét nghiệm. Hai nữa là thay đổi về màu sắc nước tiểu nữa. Ba là các biểu hiện về đau nếu có. Như đái tháo nhạt thì nó không đau, tiểu không đau, không bút, không rắt. Rồi ạ, được chưa ạ? Mình có hỏi gì nữa không ạ? Còn trên Dạ, tại vì ở ở chỗ em thì em là bên làm bên trung tâm bảo trợ, có một bạn là như vậy đi tiểu miết mà đi khám bác sĩ là bác sĩ cho uống thuốc cũng 2 tuần rồi, xong giờ em cho uống nữa em bỏ em cho ngừng, đi nào tiểu cũng miết, dẫn y như thế, đi tiểu miết cứ nhưng mà đi tiểu như thế.
Chị phải xem được là số lượng, vậy thì về đo thử đi, xem số lượng nước tiểu trong một ngày nó là bao nhiêu lít là một. Cái thứ hai, có rất nhiều nguyên nhân gây ra đi tiểu nhiều. Nhẹ mình nói, một là gì ạ? Viêm nhiễm đường tiết niệu, nó gây ra cái tiểu rắt. Cái tiểu rắt chứ không phải là tiểu nhiều. Mình phải phân biệt được giữa khái niệm tiểu rắt và tiểu nhiều. Tiểu rắt là đi tiểu nhiều lần nhưng mỗi lần được có ít khó. Đúng chưa? Dạ, cảm ơn cô Thứ ạ. hai, ở trên trẻ bằng là như vậy chị nói á, ngoài cái việc Dạ. mà mình thấy nó đi tiểu nhiều ra, mà mình thấy mỗi một lần nó đi tiểu mà mặt nó đỏ lên á, mặt nó đỏ lên, hoặc có những đứa mà nó sẽ khóc khi nó đi tiểu á, thì chắc chắn đứa đó nó đã bị đường nhiễm trùng đường tiết niệu, là nó đi tiểu rất là bút thì nó mới có những biểu hiện đó. Trên trẻ em nó không nói được thì nó sẽ có những biểu hiện ra bên ngoài, nó hồng mặt lên, mặt nó đỏ hết lên, xong bắt đầu là gì ạ, nó khóc tướng lên. Mỗi lần nó đi tiểu thì mình phải cho nó đi kiểm tra lên, những trường hợp đó là nó nhiễm trùng tiết niệu rồi đó. Như người lớn mình thì mỗi lần đi tiểu mà bút là mình cũng biết là hệ tiết niệu bất thường thì mình đi kiểm tra, nhưng trên trẻ em mình không hỏi được, hoặc nó không biết đường cách nó nói thì mình phải để ý những cái đó. Rồi nếu mà nó không hỏi gì nữa thì mình nghỉ giải lao 15 phút cùng cô nhé. 9:45 mình quay lại ha. Dạ cô. Cô ơi, vâng. em may hiền vi lớp dược á, hồi nãy em có việc nên em vô trễ á, là cô điểm danh, là cô điểm danh lại giùm em được không ạ? Dạ, chị đọc lại tên lớp khóa mười mấy ạ? Dạ khóa 17 dược. Có 17 tên Mai Hiền Vi. Chị được bao nhiêu điểm chị? Dạ em chưa coi mail luôn á cô, em không biết điểm cô. Giờ chị mở mail ra chị coi điểm đấy. Cô điểm danh chủ yếu là để cô vào điểm, cô ra xem cái danh sách như thế nào thôi. Dạ Nên là dạ chị mở rồi. mail ra luôn dùng cô đi, để cô vào điểm luôn cho chị. Có làm bị không có điểm này. Cô ơi, Dạ cô. em cũng vậy á cô ơi. Alo. Dạ, nghe chị. À, em cũng có cái việc của em do trễ, bây giờ em mới vô á, em mới học á. Tên À, gì? em đọc điểm cho cô hả cô? Em mới coi email. Tên gì? Em tên Tô Thị Bích Phượng ạ. Khóa mấy ạ? À. Trễ khóa 18 ạ. À. Tô Thị Bích Phượng. Là bao nhiêu điểm chị Phượng Em thấy 20 trên 30, em biết bao nhiêu điểm á? ơi? Dạ, 20 chia cho 30. Lấy 20 chia cho 30 là ra vậy nha. 6,5. Dạ. Rồi, còn ai chưa điểm danh, chưa vào điểm gì nữa không ạ? Em cảm ơn cô ạ. Dạ. Dạ cô ơi, Trần Thị Toàn hồi nãy em mail mới vừa gửi đến em cô. Em Trần được thì gì? 18 trên 30 cô. Trần thì gì ạ? Trần Thiện Toàn cô. Trần Thiện Toàn, gần đây rồi. Dạ, 18 trên 30 hình như là 6 điểm đó cô. Tám chia cho 30. Dạ, 6 điểm. Thực Dạ ra cảm mail ơn đến cô ạ. đâu rồi cho mình không biết đường cách xem á chứ, hoặc là nó nghẽn chứ, nên mail nó gửi đi từ đêm hôm qua cơ mà. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Dạ, còn ai nữa ạ? Còn ai mình chưa vào điểm nữa không ạ? Ờ, cô coi lại Nguyễn Thị Hà cô. Cái gì ạ? Nguyễn Thị Hà. Nguyễn Thị Hà khóa nào? 18 cô. Chị biết điểm của mình chưa, hay là sao, hay chưa vào điểm hay sao? Hình như cái nãy em được 8,6 mà hình như em đọc được 8 hay sao cô? 8. Chị được bao nhiêu trên bao nhiêu? 26 trên 30. Khổ lắm, đọc điểm cũng đọc nhầm nữa. Hết cả hơi. 8,5. Em cảm ơn cô. À, rồi nha. Rồi còn ai nữa không ạ? À? Ai vào trễ mà mình chưa vào điểm không ạ? Dạ còn em đi em mở mail xíu nha cô. À? Vâng, tí nữa đầu giờ 15 phút nữa chị báo điểm cho cô nhé. Dạ, em cảm ơn cô. Dạ, những anh chị Trần Thị Xuân, Hoàng Trường, Hoàng Trường gì, Hoàng Trương gì đây, có điểm biết Dạ. chưa chưa? Dạ chưa cô. Dạ Cô em coi báo luôn điểm nha cô. nha. Hoàng Trương, Xuân Thị. Rồi Mai Thị Hiền bao nhiêu chị Hiền ơi? Dạ Mai Hiền Vy 30 trên 30 cô. Ok, 10 đơn. Dạ, cảm ơn Dạ. cô.
Hoàng Trương Thị Xuân. Dạ, K17. Để cô kiểm tra mail. Mỗi lần dò mail nó mất thời gian lắm anh chị có biết không? Mấy trăm câu hỏi lận. Mấy trăm có câu trả lời lận, mỗi lần dò nó lòi cái mắt luôn. Em làm lại lần hai cái mail đó, em mượn cái mail giờ em đâu mở được. Tại vì làm lần hai. À, chị làm lần hai hả? Hoàng Trương Thị Xuân. Chị Xuân ơi, làm lại nó cũng có 10/30 à. Dạ. Dạ, mình cứ cho năm đây đã nhé. Lát nữa mình gửi lên kiểm tra lại, bù cho lớp, cho những anh chị mà muốn kiểm tra lại, mình kiểm tra nhé. Dạ, dạ. Trương Xuân Hoàng. Chị Hoàng ơi. Chứ mình không biết À, tên nhỉ, chị đọc lại dạ họ tên cô coi nào. Trương Thị Xuân Hoàng đó cô, Khóa bao nhiêu chị nhỉ? K17 vật lý À, trung cấp. bảo sao mà Trương Thị Xuân Hoàng. Đây rồi chị. Trước mắt mình cứ vào năm trước hả? Mình rồi hôm sau có làm lại thì mình báo điểm sau. Dạ dạ cô. Mình Hãy
Alo. Dạ, dạ cô. Được có gì không anh? Gửi mail điểm về cho anh bằng bao nhiêu? Nghĩ là anh không có gửi câu hỏi đi đúng không? Bây giờ anh nhắn tên cái mail của anh đi, anh nhắn tên của mail của anh là Lan này là vắng, Mai Văn Phong vắng, Hồng Quế vắng, Việt Hùng vắng, Diễm Kiều vắng, Văn Nguyễn Thanh Hiền vắng. Cô ơi, cô xem Nguyễn Tuấn Anh có không ạ? Vừa đây em đọc đây nhỉ? Điểm danh hay là điểm anh? Vâng, điểm danh ạ. Tuấn Anh tên gì ạ? Tuấn Anh không khóa 18 hay là 17 ạ? 18 ạ, Nguyễn Tuấn Anh. Cô ơi, Nguyễn Thị Hà khóa 18 cô ơi. Dạ, bùi Trọng Đạt khóa 18 coi. Từ từ. Bùi Trọng Đạt làm sao, Nguyễn Thị Hà làm sao, điểm hay là điểm danh? Vào điểm chưa ạ? Dạ, điểm danh. Điểm danh đó cô ơi. Nguyễn Thị Hà vào điểm rồi, điểm danh rồi. Cô không thấy cái tên Tuấn Anh đâu này. Tuấn Anh vừa ấy cô đọc tên em. Tuấn Anh được 8 điểm đúng không? Vâng. Vâng. Được rồi. Vâng. Rồi anh chị ha, còn anh chị nào mà nãy giờ mình vào muộn mình chưa nhập điểm không? Nguyễn Thị Hải 1984 nè. Có đến 3 Hải trong hai cái lớp này luôn. 3 cái Nguyễn Thị Hải luôn. Thôi ha. Em vô muộn nè cô ơi, em tên là Đặng Bảo Lộc đó cô. Bảo Ngọc khóa mấy? Bảo Lộc khóa 18, cao đẳng dược lần bằng 2. Em được bao nhiêu điểm anh? Em không biết nữa, hình như là mới vô lần đầu. Cũng ghê. Mấy cái đầu từ đầu giờ đến giờ cái điểm của anh chị xem lại trên mail dùm cô cái. Anh Lộc ơi. Dạ. Anh mở mail ra anh xem dùm cô một cái. Cô hôm giờ là tên anh nữa nè. Không có tên luôn hả cô? Đúng rồi, không có tên anh trong danh sách đi học đây này, 18, khóa 18 phải không ạ? Dạ đúng rồi.
Hôm trước cô đã già lại danh sách một lần nữa những ai thiếu tên rồi. Thế mà bữa nay chủ nhật nào em cũng vô hết trơn mà sao lại không được học không lại ta? Bữa nay mới học chủ nhật, mấy hôm trước học thứ bảy anh ơi. Ờ vậy hả? Rồi anh đọc lại họ tên giùm cô đi. Đặng Bảo Lộc. Ủa anh có làm bài kiểm tra không vậy? Chưa luôn cô, bữa nay là ngày đầu tiên chưa luôn. Chết rồi. Lớp này người ta học đến bữa nay là bữa thứ tư rồi và bài kiểm tra rồi. Bây giờ anh mới vào điểm danh là sao? Anh đang học môn gì? Anh có biết anh đang học môn gì không anh Lộc ơi? À, bữa nay vô là sinh lý bệnh. Tại vì mấy bữa trước là học cái đường link là em vô đó, là cái môn anh đã học rồi. Là cái môn pháp luật và gì đó, pháp luật và quản lý. Rồi người ta đã kiểm tra rồi, người ta học bữa nay bữa thứ tư. Trường không gỡ đường link gì cho nên em cứ vô trong đó thì cái môn đó mình học rồi cho nên mình không học nữa. Nhức đầu thiệt luôn á. Học sắp xong luôn anh vô. Tại vì lần nào vô cũng vô đúng cái đường link bên pháp luật đó, trên mà pháp luật học rồi cho nên là vô ngồi hơi rồi nghe thôi chứ không có ấy gì hết. Mà anh Lộc ơi, anh ở anh đọc ngày tháng anh sinh dùng mình anh Lộc ơi. Ngày 9 tháng 6 1983. 9 tháng 6. 983. Ngành nào anh rồi anh Lộc? Dạ. Anh học ngành nào? Ngành dược, văn bằng 2. Vâng, anh phải xin vô lớp một cái nhóm Zalo của lớp đi, xem cái lớp dược thôi. Cái nhóm Zalo của người ta là lớp nào, người ta chỉ gửi cái link Zalo của cái lớp dược thôi. Lớp dược quá trời người, người ta đang học ở đây rồi chứ. Mình không mua vào lớp thì làm sao mà mình có link đi học anh? Em đâu có nhận được thông tin gì đâu cô. Không có nhận được gì thông tin, bất cứ thông tin nào luôn á. Là thấy ở trên thờ phát biểu là môn sinh lý bệnh bữa nay là bữa nay học mà. Còn mấy ngày trước đâu có thấy đâu. Đâu có thấy thờ phát biểu luôn á. Anh chị nào mình ở cái lớp dược á, anh chị gửi cái link cái Zalo lên trên cái khung chat này cho các anh Lộc này, anh vô trong lớp với. Chứ anh không có trong group lớp thì giáo viên gửi cái link học trong group lớp thì chứ. À. Rồi nhờ anh chị nào gửi lên giúp Lộc á. Mình phải vô lớp, nhiều khi là người ta quản lý, người ta quản lý trong lớp chứ người ta không gửi riêng lẻ được đâu anh Lộc. Anh chị nào gửi cho anh cái link Zalo lớp đi. Lớp dược đi đâu hết rồi? Anh vô anh vô cái nhóm của sinh lý bệnh đây trong chập có cái group của lớp dược á. À. Nhóm sinh lý bệnh. Sinh học đi rồi đi học. Thấy, không có nhóm cho không có trong nhóm sinh lý bệnh luôn. Giờ anh mới buồn bữa đầu người ta kiểm tra rồi. Học sắp xong mới vô sao theo kịp được. Tại vì mấy tuần nay là không thấy thầy phát biểu rồi mình vô lần nào nó cũng ngay tới lớp pháp luật trên nó pháp luật học rồi có điện lên trên trường, trường mới nói nếu anh học rồi thôi nhưng mà nghe không có nghe trường thông báo có điện điện mấy lần luôn á, nói ủa sao mà nghe sao không mình, có pháp lịch cho mình học. Mình đã học 3 buổi thứ bảy, buổi chiều thứ bảy rồi, chủ nhật là buổi sáng. À, thì đúng rồi, ba buổi trong 3 tuần liên tục là lập vô ở bên kia không à. Có nghĩa là tính đau trường dạy môn đó rồi bây giờ mình học rồi mình học lại cho nó vui. Chiều thứ bảy tuần sau và sáng chủ nhật tuần sau mình học tiếp nữa đó anh Lộc nhanh em để ý lên. Để còn làm bài kiểm tra muốn làm. Cảm ơn cô nhưng mà sao ngộ vậy? Mình có liên hệ với trường rất là nhiều lần mà trường cũng không thông báo gì mình chứ. Mình phải vô group lớp, người ta báo cái lớp chứ người ta không có báo cá nhân anh Lộc ha. Không có nghĩa là liên hệ trực tiếp luôn, điện thoại trực tiếp lên trên phòng đào tạo luôn á. Trời ơi làm sao mà người ta nhớ được hết từng người, bao nhiêu sinh viên làm sao mà nhớ được. Rồi ok, cảm ơn. Có bạn nào gửi giùm mình cái đường link của group được không ạ? Tại vì môn này mình cũng không có đường link luôn. Anh gì đó, anh gì lớp trưởng gửi giùm cho anh cái link anh lớp trưởng ơi. Hay là Lộc gỡ cái số điện thoại Lộc lên là nhà anh lớp trưởng gì đó rồi mình ấy chứ add thêm Lộc vào được không ạ? Anh hãy gửi dùm cho các em hơn cái nhóm lớp của sinh lý bệnh đi, của lớp cô đang học á, anh kéo lên trên nó có cái lớp cái đường được vô. Anh Hưng ơi, anh đi vô tổ anh Hưng. Yeah. Anh Hưng xin cho cái đường link lên đây đi chứ anh không biết đường vô đâu. Thôi vậy để đưa lên chat đi. Đây này chị Yến gửi rồi đây này anh Đồng nha. Chị Yến mới gửi nè. Vâng. Rồi cảm ơn chị Yến.
Tống nhân văn gì đặc thạch trung hiếu của khóa 17. Tống nhân văn thôi, những anh chị nào mà cần phải kiểm tra lại mail và điểm, anh Lộc em tắt mail pro đi, anh Lộc ơi tắt mic anh Lộc ơi. Dạ đang vào đây tắt. Vâng rồi. Alo thôi. Dạ. À, cái trường hợp của bạn Lộc như vậy á, thì thiếu bài kiểm tra thì như thế nào cô? Thì bảo là lát nữa đến cuối giờ để cô làm một cái link mới cho những anh chị, một là gửi chưa bài cho được, với hai là như thế như anh Lộc nên là làm lại bài. Dạ, tại vì em là cũng trường hợp như bạn Lộc như vậy đó, là trên group của nhóm y dược K18 á, thì hoàn toàn là không có gửi cái link học của cái môn ngày mới này, nên là tụi em không cập nhật được, và quá nhiều group để trong nhóm và nhiều môn đó là nó gửi lung tung tù phèn hết, nên là không hiểu được là cái môn nào không có chép được, không có link được cái mình note lại được cái những cái thời khóa biểu của những cái học đó, nên nó sẽ có sự lộn về cái thời gian học cũng như môn, nên là tụi em không biết là môn có phương án nào không. Dạ bây giờ anh đọc họ tên đi, mình vô danh sách cho anh luôn nào, đọc họ. Dạ. Tên nghe học sinh nào. À, Phạm Minh Trí. Phạm Minh Chí C cô. Chí C hả? Dạ. Rồi ngày tháng sinh anh chí. Ngày 29 tháng 9 1985, cao đẳng trường. Tháng 9 1985. Dạ. Cao đẳng trường. Dạ. Hát nữa cô gửi link anh chị làm bài sau nha. Dạ, rồi cảm ơn cô. Dạ. Từ buổi sau mình theo dõi linh học buổi chiều thứ bảy và sáng ngày chủ nhật, mình còn có mấy buổi nữa thôi ha. Dạ, rồi, cảm ơn cô. Dạ. Thế thì tài liệu thì anh cũng chưa có luôn, nó có gì anh xin gần group lớp nha. Dạ, rồi, cô. Dạ, vâng, thì mình đi tiếp anh chị ha. Rồi. Tiếp, các cái vai trò của hệ thần kinh như là adrenaline. Adrenaline thì khi nó cái nồng độ adrenaline rất là thấp thì nó gây giãn mạch ở thận. Thứ hai nữa là khi mà nồng độ adrenaline trong lòng mạch ấy, nó thấp thì nó gây co tiểu động mạch đi. Ở nồng độ rất cao thì nó co tiểu động mạch, cả tiểu động mạch đến mà co cả tiểu động mạch đi. Vậy thì cái sự thay đổi cái nồng độ adrenaline này thì nó cũng sẽ giảm, nó tăng hoặc nó giảm cái lượng máu đến cái cầu thận thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình lọc ha. Thế thì sau khi mà nước nó đi qua ống góp thì nước tiểu sẽ được cô đặc để đổ vào bể thận và nó di chuyển qua cái niệu quản, nó xuống bằng quang. Ở đó nước tiểu được giữ lại cho đến khi nó đầy đủ cái lượng gây kích thích và nó có cái phản xạ mức tiểu. Thì cái đủ lượng gây kích thích đối với người lớn mình thì thông thường khoảng 300ml thì nó sẽ gây một cái áp lực lên cái cơ trơn của cái thành bằng quang và làm cho người chúng ta có cảm giác buồn tiểu. Khi này á thì với cái sự chỉ huy của não bộ, hệ thần kinh của não bộ, nếu như mà mình bệnh nhân mà muốn đi tiểu á, thì chỉ cần làm mở cái vòng dự trụ ra cái đà thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ đi tiểu. Còn nếu không á thì chưa muốn đi tiểu thì mình thắt cái gơi vòng tự chủ lại bằng cái sự điều khiển của não bộ á, thì nước tiểu tiếp tục được giữ ở bằng quang. Vậy thì những cái trường hợp nào nó liệt cái cơ vòng tự chủ, ví dụ như khi mà mình đặt mình phẫu thuật, các tác dụng của thuốc gây mê và gây tê á, thì nó gây co thắt cái cơ trơn bằng quang và nó gây ra là bệnh nhân bí tiểu. Nên mình sẽ thấy có một cái điều đặc biệt là tất cả những cái bệnh nhân mà có chuẩn bị phẫu thuật mà liên quan đến gây mê và gây tê ngoài màng cứng. Gây tê ngoài màng cứng thôi nha, còn gây tê tại chỗ ở vùng chân tay thì không ai người ta thông tiểu cả, thì đều sẽ có đặt thông tiểu và sau khoảng 48 giờ thì cái thông tiểu này nó sẽ được rút đi. Vậy thì đó cũng là một trong những cái tác dụng phụ của thuốc gây mê, gây tê, mà gây tê ngoài màng cứng á, mà nó sẽ làm co thắt cái cơ trơn bằng quang lại và làm cho bệnh nhân không đi tiểu được, người gọi là bí tiểu. Nhưng cái này nó chỉ là bí tiểu tạm thời thôi, nhưng mà vẫn cũng sẽ được. Vậy rồi những trường hợp nữa này, vậy thì không phải cứ nước tiểu xuống đến bằng quang thì chúng ta sẽ đi tiểu ra ngoài, mà nó phải có một cái áp lực nó gây ra cảm giác buồn tiểu. Khi mà nước tiểu mà trên 500ml trong bằng quang thì nó gây cái hiện tượng là cầu bằng quang dương tính. Tức là mình sờ lên bên trên bên ngoài thì thấy là cái bằng quang nó tròn, nó nổi cục lên bên trên. Và lúc này là cảm giác rất rất là mắc tiểu. Còn ở trẻ em thì tùy theo lứa tuổi, tùy theo trọng lượng và kích thước thì cái nước bằng quang nó sẽ khác nhau.
ở trẻ dưới 18 tháng thì cái hiện tượng tiểu tiện nó không theo ý muốn, tức là nó chưa có sự điều khiển của trung khu thần kinh cao cấp bên trên, nên là khi nào đầy là nó xả, khi nào đầy là nó xả thôi, nên là trẻ nhỏ nó đi tiểu không theo ý muốn của nó. Khi nào bằng bằng đầy đủ cái phản xạ là nó đi tiểu, còn như người lớn mình là phản xạ tiểu tiện là một cái phản xạ mà nó có sự điều khiển của trung tâm thần kinh qua cái cơ vòng tự chủ anh chị ha. Rồi cái cơ chế để tạo nước tiểu thì nãy giờ mình nói rồi ha. Tiểu động mạch đến bọc Bowman đây này, anh chị nhìn thấy rất là rõ, nó sẽ lọc qua ống luận gần này, qua len này, ống góc. Vậy thì quá trình lọc nó xảy ra ở cầu thận, tức là chọc bọc Bowman này. Quá trình tái hấp thu thì nó xảy ra ở các ống của thận, ống cận luận gần, ống luận xa, qua len, ống góc. Bài tiết một số các chất vào trong máu và trong ống thận, rồi sẽ hình thành ra nước tiểu và được thải ra ngoài qua đi qua cái ống góp này vào đại bể thận xuống đến bàng quang này ha. Vậy thì mình sẽ đi từng cái phần một, quá trình tái hấp thu, trong đó có tái hấp thu nước. Mỗi ngày thì có khoảng 180 lít dịch lọc được đi ra, trong đó khoảng nó tương ứng với khoảng 1/4 cái cung lượng tim. Ống lượng gần thì nó tái hấp thu 2/3 cái dịch lọc này, là khoảng 135 lít, chứ không phải là mình uống 2 lít nước thì nó đi qua có 2 lít nước không đâu, mà nó đi qua 180 lít dịch lọc đi ra đi vào. Qua helen, đoạn cuối nó tái hấp thu khoảng 9 lít một ngày, và clo nó được tái hấp thu thụ động, tức là nó kéo theo thụ động đi theo natri, rồi tức là natri đi ra thì nó đi ra, mà natri đi vào thì nó đi vào ấy. Đoạn sau của ống luận xa thì nó tái hấp thu khoảng 27 lít, ống góp nó tái hấp thu 8 lít. Thì khi không có hormone ADH này này thì cái việc mà tái hấp thu nước ở ống luận xa gần như nó không xảy ra được, những gây ra hiện tượng là gì ạ? Hiện tượng đái tháo nhạt này mình vừa giải thích vừa nói xong. Tái hấp thu về kali á thì 65% được tái hấp thu ở ống luận gần, 25% được hấp thu ở pahelen và cái đoạn pha loãng của ống luận xa. Cơ chế tương tự giống như là hấp thu natri thôi. Một số các chất khác, glucose và các axit amin thì nó tái hấp thu một cách hoàn toàn nên trong nước tiểu gần như không có. Ure thì 50% tái hấp thu, còn 50% sẽ thải ra ngoài qua cái urat. Bài tiết về H cộng, tế bào ống thận nó tiết ra và nó ngưng khi mà pH trong lòng nó đạt được cái mức là 4.5, nhờ một cái hệ đệm bicarbonate thì cái cân bằng axit 3G này, thì hôm sau mình sẽ được học cái bài về sinh lý bệnh quá trình cân bằng axit 3G, thăng bằng kiềm toan trong cơ thể đấy. Về bài tiết NH3 thì glutamine, dưới tác dụng của glutaminase thì NH3 được bài tiết ra ngoài qua NH4OH được đào thải và không gây độc cho cơ thể. Khi mà cái glutamine này nó tăng lên hoặc khi thiếu cái men glutaminase này thì nó không chuyển hóa được cái NH3 thì chúng ta sẽ gây là gì? Gây độc. NH3 nó sẽ gây ra hôn mê, lơ mơ lú lẫn về thần kinh. Một số cái chất khác, ví dụ như là phenol đỏ hoặc là penicillin thì nó bài tiết ở cái ống luận gần. Khi mà nó bài tiết ra như vậy nên khi mà mình dùng cái penicillin, nó cái mùi của nước của penicillin qua nước tiểu nó rất là hôi, bởi vì nó được bài tiết hết ra ngoài qua thì ống luận gần của thận. Vậy thì các khái niệm về bệnh lý của thận này, đầu tiên là nó thay đổi cái số lượng nước tiểu, được gọi là đa niệu khi nước tiểu trên 3 lít một ngày thì gọi là đa niệu, hay là số lượng nước tiểu nó nhiều hơn bình thường. Tiếp hiện tượng nữa là đái tháo nhạt. Thế trung tâm nó nhạy cảm với ADH ở vùng hạ đồi, như nãy mình nói rồi đó. ADH do vì sao của tuyến yên nó tiết ra, khi không có ADH thì nó không có tái hấp thụ được, thì dẫn đến là bệnh nhân đi tiểu rất là nhiều lần, gọi hiện tượng là đái tháo nhiều lần và nhì số lượng nó cũng nhiều luôn, gọi là bệnh lý về đái tháo nhạt. Lời tiểu thẩm thấu, các cái chất mà có áp lực thủy tĩnh cao trong dịch lọc, ví dụ như là glucose hoặc là mannitol hoặc là ure, tức là gì, khi mà cái nồng độ glucose trong nước tiểu nó tăng lên á thì nó kéo theo cái dịch lọc này, nó làm lợi tiểu, hiện tượng là gọi là hiện tượng lợi tiểu thẩm thấu, nên những cái bệnh nhân mà tiểu đường á người ta sẽ đi tiểu nhiều lần hơn và số lượng nó cũng nhiều hơn so với bình thường một chút xíu thôi, bởi vì cái glucose này nó kéo theo cái dịch lọc. Hai nữa là cái mannitol là những cái dung dịch phân tử lượng lớn khi truyền dịch. Những cái phân tử lượng lớn thì có thể là gì, khi nó bài tiết qua nước tiểu thì nó kéo theo lượng nước tiểu nó tăng lên, nhưng nó không tăng bao nhiêu, không tăng đáng kể, số lượng đi tiểu nó nhiều hơn bình thường. Tiếp lại tiểu do tăng natri,
liệu, tức là khi mà mình ăn mặn nhiều á thì nó tổn thương, thì cái natri này nó đi qua, khi mà nó đi qua cái ống của thận thì nó gây cái tổn thương cái màng lọc, dẫn đến nó giảm cái khả năng tái hấp thu natri á. Nên trong các bệnh lý về viêm bể thận mạn này, hoặc là trong ống thận mô kẽ thì nó có thể nó kéo theo cái việc mà lợi tiểu, tức là nước tiểu sẽ tăng hơn so với bình thường, nhưng mà không đáng kể. Cái khái niệm tiếp theo là thiếu niệu. Thiếu niệu là khi được định nghĩa khi thể tích nước tiểu dưới 500ml trên vòng 24 giờ. Tức là cùng lắm cái bệnh nhân này một ngày đi tiểu có 1 lần à. Bình thường một ngày mình phải đi tiểu 3 cho đến 4 lần phải không ạ? Cái bệnh nhân này mà 500ml cả một ngày trời người ta đi tiểu có 1 lần. 1 đến 2 lần là cùng à. Chị nào? Cô ơi gửi em với Nhã Phương. Rồi cái các phần điểm của nhà cái chị Nhã Phương này tí nữa mình giải quyết sau nhé. Thiếu niệu vậy thì do các nguyên nhân trước thận, sau thận và nguyên nhân tại thận. Trước thận tức là gì? Các cái bệnh lý liên quan đến cái lượng máu mà đưa đến thận. Khi mà cái lượng máu mà nó đưa đến thận giảm do khối lượng tuần hoàn giảm á, thì nó dẫn đến giảm cái mức lọc của thận. Và trong xét nghiệm á, thì người ta rất là quan tâm đến cái chỉ số mà GFR hay là GFR đó. Tức là cái mức lọc cầu thận nó được ký hiệu bằng cái từ viết tắt của glomerular filtration rate. Đây là nó tính được cái mức lọc của cầu thận. Ví dụ như người ta muốn xem cái chức năng lọc của cầu thận thì người ta sẽ làm cái xét nghiệm này. GFR nếu mà cái mức này nó giảm thì thường là thiếu một cái lượng máu đến thận. Thiếu lượng máu đến thận thì có thể là do các nguyên nhân gì ạ? Nguyên nhân thứ nhất là do giảm tuần hoàn. Nguyên nhân thứ hai cũng có thể là do lượng cái adrenaline nó quá cao trong máu. Khi quá cao trong máu thì gây co tiểu động mạch đến. Co tiểu động mạch đến thì máu nó không đi qua được cái màng lọc. Khi không đi qua được màng lọc thì cái mức lọc của thận nó sẽ giảm. Đó. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân tại thận. Máu đến lượng thận vẫn như bình thường nhưng mà có quá trình lọc tại cầu thận nó giảm. Hoặc là tăng hấp thu, tức là nó đi qua cái khi đi xuống đến ống thận, ống lượng gần, ống xa, ống góp, nó tăng tái hấp thu quá mức thì dẫn đến lượng nước tiểu nó bị giảm. Tăng hấp thụ quá mức thì có liên quan đến gì ạ? Quá trình mà gì tái hấp thu lúc nãy mình mới giải thích cơ chế rồi. Về sau thận, ví dụ như là nước tiểu nó xuống được đến bàng quang này, nước tiểu nó xuống được đến đài bể thận rồi, nhưng nó không ra ngoài được, mà vì mình đong ở bên ngoài mình thấy nó giảm, nhưng mà nó đang còn nằm ở trong người thì nằm ở đâu ạ? Nằm ở trong bàng quang, dẫn đến là gì? Tiểu lắt nhắt này. Rồi nó nằm ở trong thận, nếu mà ví dụ như là nước tiểu nó vẫn sản sinh ra được nhé, mà nó tắc cái phần mà một cái bể nào của thận này, hoặc là nó tắc nguyên ngay cái chỗ niệu quản á, thì nó sẽ sinh ra cái bệnh lý thận ứ nước. Thận ứ nước độ 1, độ 2, độ 3, và khi đến thận ứ nước độ 4 mà cái tắc nó mà không giải quyết thì đến một thời gian nữa nó sẽ bị suy mất cái thận này, thậm chí là nó hư thận luôn. Vậy thì do thiếu niệu nó do ba cái nguyên nhân đó. Và cái nguyên nhân sau thận thì nó cũng dễ giải quyết hơn, thường các nguyên nhân do sỏi hoặc là cản trở cái đường đi của nước tiểu. Ví dụ như hệ tiết niệu bình thường hết, nhưng mà cái bị bệnh nhân bị cái u sơ tiền liệt tuyến chẳng hạn, trên lâm sàng gặp những trường hợp mà ông cụ già mà cái u sơ tiền liệt tuyến thì nó không thuộc hệ tiết niệu, nhưng mà nó cản trở cái đường đi của niệu quản, bởi vì cái u sơ này nó chèn ép ngay cái đường đi của niệu đạo, nó đi ra ngoài á, thì làm bệnh nhân không tiểu được, thì nó bí tiểu. Cái bí tiểu thì nó ứ nước tiểu ở trong gì ạ? Trong bàng quang. Có những trường hợp mà nó ứ khoảng 8 tiếng hoặc 10 tiếng thông tiểu ra, có khi đến 800, thậm chí là 1 lít nước tiểu, tức là nó gây ra cái áp lực bằng quang cực kỳ lớn. Có những ông cụ rất là lì, ở nhà thêm gì cả 10 tiếng, 12 tiếng mới bí của tiểu quá đến mức mà không thể nào mà chịu đựng được. Các cụ lúc đấy mới tới bệnh viện, lúc đó phải đặt cái thông tiểu rất là gấp, nếu không đặt thông tiểu là bệnh nhân có thể là nguy cơ là vỡ bằng quang. Khái niệm tiếp theo nữa là khái niệm về vô niệu. Vô niệu thì thể tích nước tiểu nhỏ hơn 100ml trên 24 giờ hoặc là bằng 0. Thì rõ ràng ở đây mình bảo là nhỏ hơn 100ml trên 24 giờ thì thực tế vẫn có nước tiểu trong bàng quang, nhưng chúng ta không hề đi tiểu ra ngoài. Bởi vì mình nói rồi, cái áp lực bàng quang nó phải được khoảng 300ml thì nó mới gây cảm giác buồn tiểu. Vậy thì để những cái trường hợp này này, để người ta theo dõi được cái mức lọc của thận, hoặc là người ta theo dõi được những cái tình trạng mà suy tuần hoàn cấp ấy. Rất nhiều bệnh nhân khi vô nhập cấp cứu một cái là người ta cho đặt thông tiểu. Đặt thông tiểu không phải là vì bệnh nhân bí tiểu, mà người ta đặt thông tiểu để người ta theo dõi cái số lượng nước tiểu trong vòng 1 giờ. Trong vòng 1 giờ, khi mà cái lượng nước tiểu trong lòng 1 giờ nó giảm
hoặc là nó không có miếng nước tiểu nào nó chảy ra ngoài cái xông tiểu á, thì tức có nghĩa rằng là mức lọc của thận đang giảm rất là nghiêm trọng. Thì nó do nguyên nhân gì? Nguyên nhân gì? Trong các trường hợp cấp cứu thì đa số cái nước tiểu mà nó giảm thì đa số nó liên quan đến cái tuần hoàn, tức là cái khối lượng tuần hoàn nó giảm thì dẫn đến cái mức lọc của thận giảm thì sẽ không có nước tiểu. Người ta tiên lượng cấp những cái trường hợp như thế, nên là gì, sẽ có những cái trường hợp người ta đặt thông tiểu không phải chỉ để thông tiểu, mà người ta đặt thông tiểu để theo dõi số lượng nước tiểu trong vòng một giờ để đánh giá cái mức lọc của cầu thận này các anh chị nhé. Thế thay đổi về cái thành phần về nước tiểu, thay đổi thành phần nước tiểu thì như nãy cái nước tiểu mình nói rồi, trong nước tiểu hình như nó không hề có protein, và cái hiện tượng mà protein trong nước tiểu thì y khoa người ta gọi là đạm niệu. Đạm niệu được gọi là bệnh lý khi lượng protein trong nước tiểu trên 200 mg trong vòng 24 giờ. Khi mà protein niệu mà trên 3,5 gram ấy, trong vòng 24 giờ thì nó được gọi là protein niệu một cách ồ ạt. Thì anh chị thấy là 200 mg, tức là một ngày nó khoảng 0,2 gram, thì được gọi là protein bệnh lý. Nếu mà nó dưới 0,2 gram trong một ngày ấy, thì lúc đấy người ta chỉ theo dõi thôi, nó chưa được xác định về bệnh lý về thoát protein của nước tiểu. Còn cái chuyện mà Thường là phân tích nước tiểu người ta có ghi là trong nước tiểu có đạm á, là như vậy là sử dụng cái đạm nó vượt để nó không xài hết hay sao cô? Không phải. Thông thường khi mà mình xài rất là nhiều đạm đi chăng nữa thì nó không có được bài tiết, không giống như thận, không giống như glucose. Đạm bài tiết không giống như glucose. Khi glucose nó vượt 1,8 gram thì nó sẽ đào thải qua ngưỡng của thận, nó thải ra ngoài thì nó cũng không được gọi là bệnh lý. Nó chỉ là ăn nhiều quá, nó cung cấp dư, nó chỉ tăng cái lúc đấy thôi. Nhưng mà riêng protein dù chỉ có ăn nhiều đi chăng nữa thì qua cái quá trình chuyển hóa cơ thể, gan nó sẽ chuyển hóa và nó tích trữ. Dư thì nó sẽ tích trữ ở trong các mô mỡ và dự trữ ở trong gan. Chứ nó không có đào thải ra bên ngoài qua nước tiểu. Khi mà protein mà đào thải ra qua nước tiểu thì đó là trường hợp bất thường. Khi nó trên 0,2 gram trong vòng 24 giờ thì có thể do các nguyên nhân sau. Các nguyên nhân thứ nhất là tổn thương cái màng lọc cầu thận, khi nãy mình giải thích rồi đấy. Hai là nó tổn thương, gặp trục trặc trong cái vấn đề về màng lọc. Và khi lượng protein thoát ra ngoài rất là nhiều và rất là ồ ạt mà trên 3,5 á, thì đa số các phần liệt là do cái tổn thương cái màng của cái cầu thận. Rõ lúc nãy mà mình có cái tế bào màng, cái tế bào biểu mô á, nó không bằng đáy của tế bào biểu mô á, nó sẽ lọc hết cái lượng protein cần thiết này, nó quay ngược trở lại máu, nó chỉ cho một cái số lượng phần protein rất là nhỏ nó đi qua đó thôi. Khi mà cái màng lọc này nó tổn thương, nó không lọc được ý, không lọc được thì mới thấy xuất hiện protein trong nước tiểu. Chứ mình có ăn dư protein bao nhiêu chăng nữa thì nó cũng không dư ra ngoài được. Trước khi mà cái lượng protein chị nạp mà quá nhiều á, thì nó sẽ hư cái thận, hư cái tụy trước. Nó sẽ suy tụy trước chứ không thể thải protein ra ngoài được. Protein ra ngoài thải mà nó trên 0,2 gram trên 24 giờ thì đó là bệnh lý rồi, chứ không phải là do ăn uống nữa chị nhé. Cô, như vậy thì em có hỏi thì các bạn nói rằng là do các bạn nam hiện nay đang tập gym á cô, muốn lên cơ nhanh á, là xài cái thực phẩm chức năng nó quá dư cái đó, có phải không cô? Ý chị muốn hỏi là cái dư đạm trong nước tiểu đó cô? Không. Chỉ dư khi có tổn thương ở màng đáy của cầu thận thì protein mới thoát ra ngoài được. Cũng có thể cho những cái trường hợp mà tất cả những cái dùng thuốc ấy nó không theo chỉ định. Tất cả thuốc đều được bài thải chuyển hóa qua gan và bài thải ra ngoài qua thận. Tức là những cái chất nó không cần thiết nó được bài thải ra ngoài qua thận. Khi mà nó giống như hiện tượng là quá liều và ngộ độc thuốc á, khi chị sử dụng quá mức thì nó dẫn đến cái hiện tượng là suy thận. Vậy thì kèm theo cái hiện tượng mà protein mất thoát ra ngoài rồi thì chắc chắn chức năng thận của cái bạn mà tập gym mà sử dụng thuốc đó cũng có vấn đề luôn. Tức là cái thuốc đó nó đã ảnh hưởng đến cái chức năng thận, chứ không phải là do mình sử dụng cái protein thông thường đơn thuần mà nó thay đổi được protein trong nước tiểu đâu chị. Dạ cô.
Dạ, chị hiểu ý mình không? Đó là cái thuốc đó chắc chắn nó có ảnh hưởng đến cái quá trình chuyển đổi của thận. Và cái chức năng thận nó có bất thường thì protein nó mới thoát ra ngoài. Chứ mà thận khỏe mạnh thì protein không có ra ngoài được. Những cái trường hợp mà mình dùng kháng sinh quá liều cũng thế. Quá liều thì nó sẽ gây ra cái suy thận cấp ấy. Thì nó cũng có hiện tượng thoát protein ra ngoài. Hoặc những trường hợp mà ví dụ như sau khi mà mình bị các cái dị ứng là một này, bị ngộ độc ong đốt là hai này, thì những cái trường hợp đó nó làm tăng cái phức hợp miễn dịch các chị. Sau khi sốt phát ban nữa là ba, thì mình cũng sẽ thấy một số trường hợp đó nó có cái đạm niệu. Những trường hợp đó là những cái viêm cầu thận cấp tính ở mức độ nhẹ, do các cái phức hợp lắng động miễn dịch ấy, những cái kháng nguyên nó vô kết hợp với bổ thể và nó lưu hành trong máu thì nó tạo thành những cái phức hợp miễn dịch. Phức hợp miễn dịch đây là những cái phần tử lượng lớn, chị tưởng tượng giống như là khi mà chị lọc cua mà nó có nhiều cái xác cua quá thì cái xác cua này nó viết các lỗ lọc á, thì nó tắc từ cái lỗ lọc này, từ cái cầu thận này nó chuyển sang cái cầu thận khác, nó sẽ đi qua rất là nhiều cầu thận, và vì cái tuần hoàn này sẽ phải đi qua hàng triệu cái neuron như thế. Tức là gì, người ta gọi là hiện tượng mà viêm cầu thận cấp tính và lan tỏa, tức là lên viêm từ chỗ này nó sẽ lan sang những chỗ khác, mà cái mức độ mà cái cầu thận này nó bị viêm nhiều hay viêm ít thì nó sẽ thoát ra cái số lượng protein nhiều hoặc là ít. Khi mà lượng protein mà nó thoát ra ngoài trên 50 gram trên 24 giờ thì lúc này người ta gọi là hội chứng thận hư. Nếu không xử lý kịp thời thì quả thận nó sẽ suy mất, mà có thể là thì hỏng mất một bên của quả thận, là nặng nề nữa là phải ghép thận hoặc là thay thận. Thì mình còn câu hỏi gì nữa không ạ? Rõ chưa chị? Dạ, em hiểu rồi cô. Vâng. Tức là ngoài cái việc mà tổn thương cầu thận thì một số các bệnh lý về dị ứng này, về miễn dịch này, rồi các cái ngộ độc do các cái ong đốt chẳng hạn, thì mình cũng sẽ thấy có những cái hiện tượng đó. Thực ra nó protein nó chỉ là một cái dấu hiệu triệu chứng của các cái bệnh lý về viêm cầu thận thôi. Vậy thì cái cơ chế này, nãy mình vừa mới nói, làm protein thoát ra ngoài thì albumin nó có trọng lượng phân tử lượng nhỏ nhất nên nó dễ bị mất nhất là các globulin. Còn những cái albumin có phân tử lượng lớn thì nó được hấp thu lại. Vậy thì cái dễ mất nhất là các globulin này, là những phân tử protein có phân tử lượng nhỏ. Do các bệnh lý ở ống thận, tổn thương tế bào ống thận thì nó giảm khả năng tái hấp thu protein, tức là nãy mình nói trong cái phần nước tiểu đầu nó khoảng 10 đến 20 mg 20 gram trên lít glucose nó ở trong cái nước tiểu đầu á, protein nó ở trong nước tiểu đầu á, nó sẽ được tái hấp thu tại cả ống thận. Nhưng mà khi mà cái chức năng tái hấp thu này nó bị giảm á, thì nó cũng thoát mất một ít protein ra ngoài. Rồi quá trình thanh lọc protein vượt quá khả năng tái hấp thu tối đa của ống thận, ví dụ trong các bệnh lý về bệnh đa u tủy thì mới thoát được cái protein ra ngoài. Chứ còn mình cung cấp mà nhiều protein nó cũng không ra được ngoài ống thận đâu, không có cái cơ chế thải trừ khi mà nó dư. Như glucose nếu mà dư qua ngưỡng của thận nó sẽ thải bớt ra ngoài. Huyết niệu tức là đi tiểu ra máu á, thì người ta làm các cái phương pháp lắng cạn này, phương pháp cạn GIAS để người ta tìm xem có số lượng hồng cầu nó có trong nước tiểu á. Thì trong cái khái niệm về huyết niệu thì người ta có hai cái khái niệm, một là đái máu vi thể, hai là đái máu đại thể. Thế nào gọi là đái máu vi thể? Vi thể tức là về mắt thông thường mình nhìn thấy nước tiểu nó vẫn là màu vàng, nó không thấy có sự khác biệt trong nước tiểu, nhưng khi người ta làm lắng cặn ra thì người ta sẽ thấy là có cái hồng cầu trong cái vi trường đó, tức là dưới kính hiển vi thì người ta mới nhìn thấy được cái hồng cầu, tức là số lượng nó thoát ra ngoài rất ít. Thứ hai nữa là hiện tượng mà đái máu đại thể. Đái máu đại thể nghĩa là gì? Đại thể là nhìn trên tổng thể cái bãi nước tiểu mình nhìn thấy nó có màu đỏ. Thì khi nhìn thấy màu đỏ thì ai người ta cũng biết đó là gì ạ? Là đái ra máu. Vậy thì những trường hợp mà nhìn thấy cái máu đại thể thì thường là số lượng hồng cầu rất là nhiều. Nó nhiều trong nước tiểu nên mình mới nhìn thấy được cái màu đỏ, và nó thay đổi được cái màu sắc của nước tiểu, tức là số lượng hồng cầu trong cái bãi nước tiểu rất là nhiều. Thì nó có cái mức độ khác nhau, ví dụ như là người ta mô tả cái từ của nước tiểu khi có hồng cầu niệu là màu như nước rửa thịt, tức là gì? Số lượng hồng cầu nó loãng loãng thôi. Hoặc trong những cái trường hợp mà nó xuất huyết ngay ở các cái niệu quản hoặc là niệu đạo thì bệnh nhân đi tiểu ra máu màu đỏ tươi luôn. Để mà làm cái xét nghiệm này thì rất là đơn thuần là người ta lấy nước tiểu rửa dòng thôi.
Và lưu ý là khi lấy nước tiểu dưới dòng thì người ta hướng dẫn bệnh nhân là vệ sinh bộ phận sinh dục đi, xong là bỏ cái nước tiểu đầu tiên đi, xong mình hứng lên một nửa ở giữa đó, người ta gọi là nước tiểu giữa dòng, hay là gọi là nước tiểu giữa bãi ấy. Chứ không lấy ở phần cuối, cũng không lấy ở phần đầu, nó rất dễ bị sai lệch kết quả. Tiếp theo, muốn làm cái kết quả xét nghiệm về hồng cầu niệu á, thì riêng đối với phụ nữ thì phải hỏi có kinh nguyệt hay không. Nếu mà đang trong thời kỳ có kinh nguyệt mà muốn xét nghiệm được có hồng cầu trong nước tiểu hay không á, thì người ta phải đặt thông tiểu. Người ta phải đặt thông tiểu để người ta lấy nước tiểu làm xét nghiệm thì nó không có sai lệch. Thì nếu mà trong cái quá trình mà đang có kinh nguyệt mà lấy nước tiểu thì có thể cái kết quả này nó sẽ sai lệch. Rồi, hiện tượng xuất huyết. Xuất huyết thì nó có cái xuất huyết toàn thân và xuất huyết cục bộ. Về cái xuất huyết toàn thân thì do các rối loạn về cái cơ chế cầm máu, ví dụ như là xuất huyết giảm tiểu cầu đi, số lượng tiểu cầu nó giảm thì dẫn đến là rối loạn quá trình đông máu và nó gây chảy máu. Về xuất huyết toàn bộ tức là tại các cái neuron á, mỗi một cái neuron thì nó có cầu thận, ống thận. Thì ở bất cứ một cái thời điểm nào trong cái neuron này, trong các bệnh lý viêm cầu thận này, viêm mô kẽ này, thì thường kèm theo cái dấu hiệu đạm niệu này, trụ niệu tức là hồng cầu nó trong nước tiểu. Rồi trong quá trình mà vỡ cái mạch máu đường tiết niệu, ví dụ như sỏi niệu quản. Niệu quản là những cái thành phần nó, cái ống rất là nhỏ, thành rất là mảnh, nếu mà cái viên sỏi mà nó đi qua nó sẽ gây trầy xước cái niệu quản này và nó gây xuất huyết, thì nước tiểu nó sẽ ra những cái màu đỏ mà mắt mình có thể trông thấy được. Vậy thì các khái niệm về trụ niệu, trụ mỡ, trụ trong. Trụ niệu là protein trong lòng nước tiểu nó quá nhiều, trong lòng cái ống thận nó quá nhiều, nó vón lại, nó dặn keo. Cái dặn keo này nó đúc khuôn cái cầu thận lại và làm cho nước tiểu nó không có đi xuống dưới được. Thì nếu như mà hiện tượng trụ niệu nó xảy ra ở nhiều cái neuron á, nó tắc ở nhiều các loại neuron khác nhau á, thì một cái hiện tượng mình nhìn thấy rõ nữa đó là số lượng nước tiểu bệnh nhân giảm rõ rệt và nước tiểu nó đặc xoánh lại. Tiếp nữa là hiện tượng mà trụ trong. Thì trong hiện tượng trụ trong thì không có tế bào, tăng nhiều trong albumin. Albumin niệu nặng, mất nước, tức là cái khối lượng albumin trong nước tiểu nó sẽ tăng lên, kèm theo khi mà nó tăng lên, albumin là một cái phân tử lượng lớn nó sẽ kéo theo nước, nên là bệnh nhân cũng sẽ gì mất nước theo. Tiếp là hiện tượng trụ mỡ, tức là những cái hạt chứa dầu cholesterol là những cái thể mỡ nó bám vào những cái thành của tế bào ống thận ấy, thì nó gặp trong những cái hội chứng về thận hư. Trụ hồng cầu, tức là hồng cầu nó thoái hóa và protein tạo thành nó xuất huyết tại các cái neuron á, thì thường nó gặp trong các viêm cầu thận cấp. Các hiện tượng mà trụ bạch cầu, trụ tế bào biểu mô và trụ hạt. Vậy thì đây là những cái một số cái bệnh lý về cái phần ống thận. Thế còn những cái biểu hiện ở trong máu, tức là khi mình làm sinh hóa máu là mình thấy rằng là làm xét nghiệm nitơ huyết á, thì thấy rằng là nitơ huyết nó tăng do nó chứa các cái chất nitơ không được thải trừ. Không phải protein như là ure, creatinin và acid uric, thì khi nó không được đào thải ra ngoài, nó không được chuyển hóa qua thận thì nó sẽ tăng lên trong máu. Bình thường cái chất này nó sẽ được đào thải ra ngoài, được chuyển hóa và được thải ra ngoài. Tiếp theo là cái biểu hiện về toàn thân, thì bệnh nhân sẽ có dấu hiệu triệu chứng thiếu máu, xuống nhẹ hoặc là thiếu nặng. Trên những bệnh nhân suy thận mãn ấy, thì khi nãy mình có nói rồi, cái chức năng của thận nó tiết ra hai cái về nội tiết, là một là renin, hai là erythropoietin. Thì erythropoietin này là một cái chất kích thích tủy xương sinh ra hồng cầu. Khi không có hồng cầu thì mình sẽ thấy số lượng hồng cầu bệnh nhân giảm, thì gây hiện tượng thiếu máu nha. Thiếu máu nguyên nhân thứ hai là do mất máu. Ví dụ suy thận thường kèm theo cái rối loạn đông máu, và những trường hợp bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo hoặc là dùng thuốc chống đông thì nó sẽ gây ra những cái hiện tượng xuất huyết. Xuất huyết một là xuất huyết dưới da, và mình hay gặp nhất là nó hay có cái chảy máu mũi, là cái mao mạch nó dễ vỡ, thì bệnh nhân là mất máu nhẹ. Còn những trường hợp mà xuất huyết nặng nữa, ví dụ như là ngoài thêm cái suy thận mãn này, kèm theo những cái biểu hiện viêm loét dạ dày mà bệnh nhân chảy máu dạ dày một cái, nó sẽ gây là xuất huyết tiêu hóa ở bên trong, và nó gây ra những cái thiếu máu nặng nề trầm trọng hơn.
Tiếp nữa là thiếu máu do cái hiện tượng tan huyết, tức là cái đời sống hồng cầu nó giảm, do khi mà cái ure trong máu nó cao á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hồng cầu này, nó nhanh chết hơn. Thì vừa mất do hai cái cơ chế này này, nó làm cho cái tình trạng thiếu máu bệnh nhân trở nên nặng nề hơn. Thứ nhất là giảm tiết erythropoietin thì không sản sinh ra được hồng cầu rồi, số lượng hồng cầu sản sinh ra đã ít rồi thì chớ. Thì những cái người sống được cái lại gì ạ, lại chết sớm nữa. Những cái con hồng cầu này nó sống thì nó bị độc của cái ure này thì nó chết sớm hơn. Đời sống nó ngắn lại, nó chết sớm hơn thì gì ạ? Thì số lượng hồng cầu nó giảm lên rất là nhanh chóng, thì cần phải truyền máu. Nó giống như là xã hội bây giờ á, nếu như mà người già mà chết sớm đi, còn người trẻ thì không chịu đẻ nữa, thì anh chị sẽ thấy có một rõ ràng nữa là gì ạ? Sau vài năm dân số nó sẽ giảm xuống rất là rõ rệt. Dân số của cả nước giảm xuống rõ rệt thì nó giống như cái số lượng hồng cầu đó. Nên là gì? Cần phải truyền máu. Và đồng thời những trường hợp như này thì thường người ta chỉ truyền những cái đơn vị hồng cầu thôi, người ta không cần truyền máu toàn phần đâu, mà người ta truyền các đơn vị hồng cầu thôi. Hiện tượng nữa là hiện tượng toan chuyển hóa, tức là cơ thể nhiễm axit. Khi nãy mình nói là cái hiện tượng mà thải trừ H cộng ra cơ thể, H cộng này nó được thì thải ra hàng ngày. Khi mà thận nó suy á, thì cái H cộng nó không có được đào thải ra ngoài, thì dẫn đến cái cơ thể nó bị nhiễm toan do nó tăng cái H cộng này trong máu này. Biểu hiện toàn thân thì có ba cái biểu hiện mà gần như tất cả những cái bệnh nhân của các bệnh lý liên quan đến thận đều gặp phải. Đó là phù, tăng huyết áp và thiếu niệu. Là bệnh nhân nào về liên quan đến thận nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề này. Nhưng mà mức độ phù nhiều hay phù ít thì nó lại tùy thuộc theo cái thể của bệnh. Thì mức độ phù nó khác nhau. Vậy thì cái cơ chế phù thì có hai cái cơ chế gây ra phù trong các bệnh lý về thận. Cơ chế đầu tiên là nó giảm cái thanh thải ở cầu thận, dẫn đến ứ đọng natri, và khi nó ứ natri thì nó kéo theo nước thì dẫn đến bệnh nhân phù. Tiếp nữa là cái tổn thương cái màng lọc. Khi tổn thương màng lọc ở cầu thận ấy, thì dẫn đến protein nó được thoát ra ngoài qua nước tiểu, bệnh nhân tiểu ra protein thì áp lực keo nó giảm. Khi áp lực keo trong thành mạch nó giảm thì gì ạ, nó dẫn đến là gì, ứ nước ở trong các tế bào và bệnh nhân phù. Vậy thì có hai cái cơ chế phù chính của các bệnh lý về thận. Vậy thì mức độ phù nó lại tùy thuộc vào gì ạ? Thứ nhất là áp lực keo trong máu, mất nhiều hay là mất ít. Thứ hai là cái màng lọc của thận nó tổn thương nhiều hay tổn thương ít, mà mức độ phù nó sẽ khác nhau. Thì mình nhìn cơ chế này, nhìn trên cái bảng này, mình sẽ thấy này, những cái tổn thương thận thì nó gây ra hai cái cơ chế gây ra phù. Cơ chế thứ nhất là mất protein qua nước tiểu, dẫn đến giảm áp lực keo trong máu. Khi áp lực kia trong máu giảm thì nó sẽ ứ dịch ở bên trong khoang gian bào và dẫn đến giảm cái số lượng mà dịch lưu hành. Khi giảm cái lượng dịch lưu hành ấy thì nó tăng anesterol và ADH, tăng tấp thu muối và nước, dẫn đến bệnh nhân thổ phù. Cái cơ chế thứ hai nữa là khi tổn thương thận thì cái lượng máu đến thận giảm, thì cái mức lọc của thận giảm. Mức lọc của thận giảm thì không thải được nước ra ngoài thì bệnh nhân phù. Vậy thì nó cái cơ chế nữa là phù do giữ muối và giữ nước. Ví dụ vậy thì hai cơ chế phù gây khác nhau, hai cơ chế phù khác nhau thì cái điều trị phù nó cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như là trong cái trường hợp mà tổn thương này, tổn thương cầu thận mà thoát protein ra ngoài này, thì bệnh nhân phải ăn tăng đạm hoặc là truyền đạm vào bệnh nhân bớt phù. Để xử trí cái phù do cái giảm áp lực keo này thì bệnh nhân phải ăn tăng đạm. Ăn tăng đạm này, truyền đạm này, chắc là truyền albumin vào thì nó sẽ bớt phù. Còn cái cơ chế thứ hai mà cơ chế mà ứ đọng natri á, giữ muối và giữ nước á, thì đối với cái cơ chế mà bệnh nhân phù do giữ muối và giữ nước này thì bệnh nhân lại phải ăn nhạt tương đối và ăn nhạt tuyệt đối trong những trường hợp mà phù tối đa, phù nhiều kèm theo tăng huyết áp, thì bệnh nhân phải ăn nhạt tuyệt đối trong vòng từ 2 cho đến 4 tuần. Khi nào mà cái dấu hiệu phù nó giảm, huyết áp giảm rồi thì bệnh nhân ăn nhạt tương đối trong vòng 4 đến 8 tuần tiếp theo nữa. Vậy thì hai cơ chế gây ra phù thì sẽ có hai cái xử trí cái chuyện phù này. Ngoài ra thì đương nhiên bệnh nhân sẽ vẫn còn kèm theo gì ạ? Sử dụng thuốc lợi tiểu rồi. Tất cả cái phù nào thì nó cũng đều phải sử dụng thuốc lợi tiểu hết. Nếu giảm được cái phù có lượng tuần hoàn nó giảm xuống thì nó giảm phù. Cái biểu hiện tiếp theo là bệnh nhân có cái tăng huyết áp. Tăng huyết áp thì rõ ràng là khi phù thì nó tăng dịch ạ, tăng dịch ngoài bào, ứ đọng nước, ứ đọng muối thì dẫn đến là áp lực trong thành mạch nó tăng lên, tức là sức cản ngoại vi nó tăng lên thì huyết áp cao.
Tiếp theo nữa là khi nãy mình nói rồi, cái thận nó tiết ra cái renin, và cái renin thì nó có tác dụng gây co mạch. Khi nó co mạch thì nó gây tăng huyết áp thôi. Vậy thì cả hai cái này nó sẽ dẫn đến cái tình trạng huyết áp của bệnh nhân nó sẽ tăng lên. Rồi mình sang cái phần ngoài hai cái phù và tăng huyết áp này thì biểu hiện nữa của nó là biểu hiện gì ạ? Thiếu niệu, thì nhưng nãy bên trên mình nói rồi cái khái niệm về thiếu niệu và cái lý do vì sao thiếu niệu thì lúc nãy bên trên nói rồi. Vậy thì ba cái dấu hiệu toàn thân của cái bệnh lý về thận mà mình hay gặp nhất là phù, hai là tăng huyết áp, ba là thiếu niệu. Nhưng lưu ý một cái nữa này, phù trong các bệnh lý về thận nó khác so với bù phù trong bệnh lý về tim các anh chị nhé. Phù do suy thận thì thông thường nó phù vào sáng sớm. Những trường hợp mà phù nhẹ kín đáo thì người ta chỉ thấy vào nó sáng sớm mai, thì cái mi mắt cái mặt nó hơi nặng nặng một chút xíu, đến 9-10 giờ là nó bớt. Vậy lúc này cái tuần hoàn ở cầu thận nó thì nó được cải thiện thì nó bớt phù. Rồi những trường hợp mà nó phù rõ ràng, phù nặng nề á, thì nó sẽ xuất hiện từ mặt xong đến gì ạ? Đến toàn thân, đến phần bụng xong đến khi nó phù toàn thân. Phù rất là rầm rộ và rất là nặng nề đối với những trường hợp mà phù do hội chứng thận hư đấy, phù to, phù đa màng. Nó còn kèm theo tràn dịch các màng nữa. Còn phù trong suy tim á, thì thường nó sẽ bắt đầu từ dưới hai bàn chân nó phù lên. Phù này, phù do suy tim thì cơ chế của nó là phù do ứ cái dịch ngoại vi thôi. Ứ dịch ngoại vi do nó không có kéo máu vào trong tim được do suy tim phải ấy. Thì nó có phù, vậy thì mức độ của phù suy tim thì thường là sẽ nhẹ hơn phù do suy thận. Nhưng thực tế trên lâm sàng thì những cái trường hợp mà phù thì thường nó lại cả hai cơ chế, vừa suy tim mà vừa suy thận. Nên là gì, sau khi mà suy thận thì trong một thời gian nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng suy tim, và nếu cả suy tim và suy thận cùng xảy ra một lúc thì bệnh nhân phù rất là nặng nề. Rồi mình đi một số cái bệnh lý về suy thận cấp và suy thận mãn. Suy thận cấp là một cái tình trạng mà nó giảm nhanh chóng trong vòng vài giờ, vài tuần, cái độ thanh lọc của cầu thận nó giảm rất là nhanh chóng. Khi mà cái độ thanh lọc giảm nhanh chóng như vậy thì cái nitơ huyết nó tăng lên và rối loạn cái thăng bằng kiềm toan, rối loạn điện giải, nước thì dẫn đến bệnh nhân có nhiễm toan này, rối loạn cái chuyển hóa các ion trong cơ thể để giải đồ đấy. Về tiến triển của suy thận cấp thì khoảng 5% bệnh nhân nằm viện và khoảng 30% thì ở ICU. Trong cái 5% đó thì có khoảng 30% nó nằm ở ICU, còn đa số thì thường là nó sẽ khỏi hoàn toàn. Mặc dù nó cũng vẫn còn cái tỷ lệ tử vong, tức là trong 30% nằm ở ICU đó thì nó có khoảng 60% của cái 30% ICU nó có khả năng tử vong. Và diễn biến thì thường nó rất là thầm lặng. Người ta phát hiện bằng các cái xét nghiệm nitơ huyết nó tăng lên. Về cơ chế, các nguyên nhân trước thận thì nó khoảng 55% thì do các hiện tượng giảm tưới máu ở thận. Lúc này chưa có hề có tổn thương cái nhu mô và hồi phục nhanh chóng khi mà tình trạng thiếu máu được cải thiện, tức là số lượng tuần hoàn giảm, chỉ cần người ta truyền dịch vào, người ta cải thiện được cái tuần hoàn thì nó không còn cái suy thận cấp này nữa. Nếu như mà cái giảm tưới máu ở thận này mà nó kéo dài và rất là nghiêm trọng thì nó sẽ gần là tổn thương thực thể tại thận và nó suy thận do nó giảm cái mức lọc của thận quá mức. Rồi khi mà cái thể tích máu, tức là cái khối lượng tuần hoàn nó giảm thì sẽ có các cái biểu hiện là tụt huyết áp, bệnh nhân có thể là không đo được huyết áp luôn á. Thì nó kích hoạt cái thụ thể áp lực và nó đáp ứng của cái hệ thần kinh giao cảm thì nó tăng tiết ADH, tăng tiết adrenaline gây co mạch để nó tăng huyết áp lên á, thì nó cũng giảm cái lượng máu đến thận. Khi mà cái adrenaline nó tăng lên thì nó gây co mạch, nó giảm máu ở cơ, ở lách và nó tăng giữ muối giữ nước. Bệnh nhân cảm thấy khát nước và muốn uống nước để gì ạ? Để mục đích là cơ thể nó duy trì lại cái lượng máu đến tim và đến não, nó ưu tiên cho những cái cơ quan quan trọng, nó sẽ co các cái mạch không cần thiết, hạn chế nó co ở các mạch ngoại vi như cơ, như gan, như lách, để nó ưu tiên cho cái thằng hai thằng quan trọng hơn là não và tim. Độ thanh thải, thanh lọc ở cầu thận thì nó duy trì nhờ cơ chế điều hòa của vi tuần hoàn, làm giãn tiểu động mạch đến cầu thận và tăng prostaglandin.
làm giảm tiểu động mạch đến, ví dụ như các cái cơ chế của angiotensin 2 gây co tiểu động mạch đi. Và khi mà tình trạng nó nghiêm trọng, nó vượt qua cái khả năng bù trừ của thận rồi, nó qua các cơ chế bù trừ của thận rồi thì nó mới gây ra cái hiện tượng suy thận cấp. Suy thận cấp nếu mà phát hiện mà điều trị xử lý được cái nguyên nhân của nó thì nó gần như nó không để lại hậu quả gì cả. Còn nếu mà để mà phát hiện muộn hoặc xử trí muộn thì nó sẽ dẫn đến là gì? Tổn thương cái màng đáy của cầu thận, mà một khi nó tổn thương rồi, tổn thương không hồi phục nữa thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng suy thận. Rồi những cái nguyên nhân là giảm cung lượng tim. Giảm cung lượng tim tức là giảm cái lượng máu mà tim cung cấp đi nuôi cơ thể, thì dẫn đến do các cái nguyên nhân như là do tim ứ huyết này, loạn nhịp hoặc là các cái chèn ép tim. Rồi các nguyên nhân của suy thận cấp nữa, ví dụ như là giãn mạch toàn thân trong các bệnh sốc nhiễm trùng, sốc phản vệ, hoặc là co một số cái mạch máu đến thận, như lúc nãy cái cơ chế là nó co mạch đến thận để nó ưu tiên cho máu và cho não và cho tim ấy. Rồi do rối loạn cơ chế tự điều hòa của vi tuần hoàn tại thận, các bệnh mạch máu, bệnh tiểu đường, bệnh tăng huyết áp, bệnh thuốc kháng viêm thì nó ảnh hưởng đến cái vi tuần hoàn, tức là những cái vòng tuần hoàn nhỏ ngay tại những cái neuron á. Những cái bệnh nhân này nó gây tổn thương cơ chế tự điều hòa thì trên những cái bệnh nhân cao tuổi dễ bị suy thận cấp khi mà huyết áp tụt xuống. Rồi những cái suy thận cấp có thể là do thuốc kháng viêm ức chế cái prostaglandin thì ảnh hưởng đến quá trình cơ thể tự điều hòa của cái ống thận. Cái nguyên nhân tiếp theo nữa là cái nguyên nhân tại thận. Nguyên nhân tại thận thì do các cái mạch máu lớn ở thận, ví dụ như là xơ vữa động mạch thận, huyết khối động mạch thận, hoặc là cái thuyên tắc mạch mà nó lan tỏa. Thì ngoài những cái thuyên tắc mà nó thuyên tắc huyết khối ngoài tử thận ra thì những cái vị trí khác ví dụ não, tim nó cũng có nguy cơ. Do tĩnh mạch thận, ví dụ huyết khối hoặc là chèn ép cái tĩnh mạch thận thì nó cũng gây ra những cái hiện tượng mà ứ nước, ứ máu tại thận. Rồi bệnh do các vi tuần hoàn tại thận, ví dụ như là bệnh viêm cầu thận hoặc là bệnh tổn thương cái vi tuần hoàn như là viêm mạch máu hoặc là giảm độ thanh lọc của cầu thận, thì nó cũng là ảnh hưởng đến cái suy thận cấp do cái nguyên nhân tại thận. Do cái nguyên nhân thiếu máu nuôi hoặc là các một số cái chất độc thì nó làm tổn thương cái nhu mô thận, nó gây độc của tế bào ống thận và gây hoại tử. Ví dụ như trong cái trường hợp là các cái nọc ong á, nọc ong đốt này, nọc của chì, nọc thủy ngân thì nó cũng tổn thương đến cái nhu mô của thận và gây cho tổn thương cái tế bào ống thận dẫn đến hoại tử, và hoại tử một khi hoại tử thì nó hư mất thận. Đối với cái trường hợp mà thiếu máu nuôi thận thì nó phải trải qua ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn khởi phát. Khởi phát tức là mới ban đầu, nó sẽ khởi điểm lên bằng những cái rối loạn chuyển hóa ion qua màng tế bào trước. Các cái cung cấp năng lượng dẫn đến các tế bào này nó hoại tử và thường là bị ở cái đoạn thẳng của cầu thận. Và phần dày lên của cái ngành tức là cái ngành quay ngược lên của quai hai len. Độ thanh lọc của thận giảm thì do giảm áp lực thể tích của máu đến thận. Lòng ống thận bị tắc nghẽn do các cái hiện tượng mà tế bào nó hoại tử, các hiện tượng trụ nhiễu, trụ hồng cầu này, là trụ protein, thì dẫn đến là nó tế bào ống thận nó không được nuôi dưỡng và dẫn đến nó hoại tử. Rồi nó sẽ gây dò ngược cái dịch lọc vào trong máu và tại các cái tế bào nó bị tổn thương này. Thì nếu mà giai đoạn này được hồi phục thì tình trạng huyết động thì nó ngăn chặn được cái tổn thương nhu mô thận, và nếu như không được hồi phục cái tình trạng huyết động, tức là lượng máu mà đưa đến cái cầu thận thì nó không được cải thiện thì sẽ dẫn đến tổn thương nhu mô thận vĩnh viễn. Qua giai đoạn khởi phát nó chuyển sang cái giai đoạn tiếp là giai đoạn về duy trì, thì hoại tử các tế bào một cái nó tiến triển, độ thanh lọc của thận giảm và nó kéo dài từ 5 cho đến 10 ml trên phút, giảm thể tích nước tiểu. Do các cái co mạch và rối loạn tiết các cái chất trung gian của tế bào nội mạch. Rồi co tiểu động mạch đến thận. Thì cái cơ chế nó gây tổn thương tế bào ống thận gần và giảm tái hấp thu natri. Khi natri nó không được tái hấp thu thì clo nó cũng sẽ phải đi theo thôi. Bởi vì clo nó hấp thụ thụ động theo natri mà. Thì cái thước cái tế bào muscular denser thì nó sẽ tăng kích thước của cái tế bào này lên, dẫn đến các tiểu động mạch
ở thận, nó co lại và nó làm nên một cái vòng xoắn bệnh lý về giảm cái mức lọc của thận, vừa giảm cái lượng máu đến rồi nó lại co tiếp các cái tiểu động mạch này nữa, sẽ dẫn đến là cái dịch lọc nó sẽ giảm một cái rất là trầm trọng. Sang đến cái giai đoạn phục hồi, thì tế bào ống thận nó tái sinh, nó phục hồi thì độ thanh lọc của cầu thận nó được cung cấp máu và nó được cải thiện cái tuần hoàn ở cầu thận, thì bệnh nhân có khả năng hồi phục được. Một số các cái chất mà nó gây độc cho thận, ví dụ như kháng sinh, thuốc điều trị các cái ví dụ như là các cái loại kháng sinh như là aminoglycosid này, hoặc là các cái acyclovir này, thì những cái thuốc này kháng sinh nó gây độc trực tiếp cho các tế bào ống thận, tắc nghẽn lòng ống thận và dẫn đến những cái suy thận cấp. Ngoài ra những cái chất ví dụ như là ciclopropin này, thì các cái chất này nó làm là các chất cản quang nó tiêm vào đường tĩnh mạch nhá. Ví dụ như là khi mà mình muốn chụp MRI á, chụp CT á, thì mình cần phải bơm cái chất cản quang đi vào trong á, thì cái chất này nó nằm trong chất cản quang thì nó gây độc cho cái tế bào ống thận. Nên thực ra mà nói trước khi mà mình muốn làm cái cản quang ấy thì mình phải làm cái xét nghiệm chức năng thận trước, nếu mà thận suy thì người ta không dám chụp cản quang nữa. Rồi các cái bệnh về ống thận và mô kẽ, ví dụ như các bệnh lý về viêm thận kẽ do dị ứng thuốc kháng sinh, một số nhóm thuốc của không steroid, thuốc kháng viêm, thì khi mà bệnh nhân mà dị ứng thì nó gây ra các bệnh lý của cái ống thận. Ống thận thì gồm ống lợn gần, ống lợn xa và ống góc đấy. Tổn thương thận do các nguyên nhân sau thận, tức là ở phía sau không liên quan đến thận, thận bình thường. Những cái nguyên nhân ở phía sau ví dụ như là các cái bệnh lý mà tắc nghẽn ở cổ bằng quang, ví dụ như phì đại tuyến tiền liệt tuyến này, hoặc là do thuốc này, hoặc là phẫu thuật ấy. Phẫu thuật mà có gây mê gây tê, nó gây co thắt cái cơ bằng quang dẫn đến là nó đi tiểu. Rồi do các nguyên nhân tắc đường tiểu ví dụ như là tăng các áp lực ngược dòng, nó có một cái bệnh lý là bằng quang bên trên là niệu quản, xong đến bằng quang, xong đến niệu đạo, đúng không ạ? Thì bình thường bằng quang, cái cơ thắt vòng bằng quang nó sẽ đóng cái phần niệu đạo, khi đủ áp lực thì nó theo một chiều, nó mở cái cơ thắt bằng quang ra để cho nước tiểu đi một chiều. Nhưng có những trường hợp bệnh lý nó giống như cái hiện tượng trào ngược niệu quản này, nó khi mà bàng quang nó mở cái cơ thắt niệu đạo ra thì đồng thời có một lượng nước tiểu nó lại, bởi vì bàng quang nó co để nó đẩy nước tiểu ra ngoài á, thì cái một lượng nước tiểu nó lại trào ngược lên trên niệu quản. Cái hiện tượng này là hiện tượng gọi là tăng áp lực ngược dòng. Thế thì nước tiểu nó cứ đi lên rồi nó đi xuống, nó đi lên trên đài bị thận nó lại tụt xuống. Như vậy thì nó làm cho cái đường tiết niệu của mình cứ thường xuyên mà mình đái lắc nhất. Khi mà nó cứ đi lên đi xuống như vậy thì làm tăng các cái nguy cơ về nhiễm khuẩn lên, dẫn đến rồi là tăng cái áp lực của bọc man và nó giảm cái mức lọc của thận. Nên là những nguyên nhân ở phía sau thận. Thì bình thường, thông thường thì cái khả năng của thận này nó bù trừ rất là tốt. Nên những cái tắc nghẽn mà bên dưới thì nó có các nguyên nhân về suy thận cấp nhưng mà là ít hơn. Đa số là các nguyên nhân là tại thận. Nguyên nhân thứ hai, bệnh lý thứ hai là nhóm về suy thận mãn. Định nghĩa là một cái tình trạng mà suy giảm dần dần và không hồi phục chức năng thận. Thì trên lâm sàng các cái bệnh nhân mà giảm cái mức lọc cầu thận này, GFR này, là GFR đấy, thì khi mức lọc cầu thận nó giảm, khi mà nói đến cái GFR là cái gì thì mình phải biết, ít nhất là khi mà mình học về chức năng thận mình phải biết cái này nó là cái mức lọc của cầu thận, anh chị ha. Khi mức lọc của cầu thận mà nó giảm, nó kéo dài ít nhất từ 3 cho đến 6 tháng ấy, thì nó sẽ hiện kèm theo các cái dấu hiệu mãn tính như là hiện tượng trụ rộng, thận teo này, loãng dưỡng ở xương, tức là thiếu các cái canxi đạp ở xương, bệnh nhân sẽ gây ra loãng xương, thiếu máu này. Cơ chế này nãy bên trên mình giải thích hết rồi, đúng không ạ?
những cái nguyên nhân gây ra viêm thận mãn thì do các nguyên nhân viêm cầu thận này, do bệnh lý về đái tháo đường, tăng huyết áp của các bệnh lý thận đa nang, nên là trong thận nó có rất là nhiều nang và cái nang nó ảnh hưởng đến cái tế bào thận cơ. Cái bệnh thận có những người mà nang nó là nên nang cơ học, nang nhỏ mà nó không ảnh hưởng đến cái mức lọc cầu thận thì kệ nó thôi, không ai can thiệp đến nó cả và cũng không ai điều trị đến nó hết, cũng không ai sử dụng thuốc cả, trừ khi những trường hợp là cái nang này nó rất là lớn mà cái nang có thể nó gây chèn ép lên các tế bào thường của thận và nó giảm cái mức lọc của thận, dẫn thì người ta phải xử lý cái nang này thì có thể là gì, phải mổ bóc tách cái nang. Từ những trường hợp là cái nang lớn rồi, gọi là những nang chức năng ảnh hưởng đến chức năng của thận rồi thì người ta mới can thiệp. Rồi nhiều người ta sẽ phải giải quyết các cái nguyên nhân dẫn đến tắc đường tiểu, ví dụ như sỏi hoặc là các cái u xơ tiền liệt tuyến, thì người ta phải xử lý các cái nguyên nhân đó để phòng được các nguy cơ về suy thận mãn. Khi bệnh nhân suy thận mãn thì các tình trạng về ure huyết, ure máu hay là từ tiếng Anh là uremia, là những cái tình trạng mà có nồng độ ure cao trong máu. Vậy thì khi ure mà nó cao ở trong máu thì nó sẽ dẫn đến là những cái hiện tượng là bệnh nhân có cái hội chứng lơ mơ, gọi hỏi không rõ, thậm chí nặng nữa là nó gây ra những tình trạng là hôn mê suy thận. Thì những khi mà bệnh nhân cái nồng độ ure này nó tăng mà gọi hỏi thì chăm sóc bệnh nhân thì thường người ta cứ phải gọi hỏi bệnh nhân liên tục, nếu là lấy thấy lơ mơ không trả lời được nữa, tức là cái nồng độ ure huyết này nó tăng rất là cao, thì người ta phải tính đến cái chuyện là phải chạy thận nhân tạo để thận lọc bớt những cái ure trong máu này ra, nếu không thì sẽ tử vong sau khoảng 3 ngày cái nồng độ mà cái lượng ure mà nó không thải suy thận trong 3 ngày mà không chạy thận nhân tạo thì có thể ảnh hưởng đến cái tính mạng của bệnh nhân. Và cái ure trong huyết này nó tăng cao là biểu hiện thường gặp của các giai đoạn cuối, khi mà mức lọc của cầu thận nó tăng trên 50% thì thận có thể bù trừ được, không có biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng mà mức lọc của thận nó giảm dưới 50% thì bắt đầu sẽ thấy là nitơ trong máu nó tăng lên, giảm xuống 25% thì biểu hiện là ure trong máu hay là suy thận mãn. Mức lọc của thận nó rất là quan trọng như vậy. Rối loạn là các cái chất do thận thải trừ, ví dụ tăng ure trong máu này, tăng creatinine. Khi creatinine trong máu nó tăng lên thì nó không gây độc, nhưng mà cái saccharin và cái methylguanine thì lại gây độc. Và vậy thì chính vì vậy nên là để xét nghiệm hai cái này thì nó rất là dễ. Người ta làm xét nghiệm máu và khi thấy cái nồng độ ure trong máu tăng này hoặc là creatinine trong máu tăng thì hai cái này nó được xem như là cái chức năng của thận. Khi creatinine trong máu tăng thì đồng nghĩa với việc là tế bào thận nó đang có cái tổn thương thì nó sẽ tăng tiếp cái creatinine trong máu. Hay người ta nói là gì, xét nghiệm chức năng thận chính là cái này. Chức năng thứ hai gan là các cái GOT và GPT, các men gan. Một số cái trường hợp mà các cái chất nó không được đào thải ra ngoài, ví dụ như những cái chất có cái nhân phenol đó, thì acid uric khi không được đào thải ra ngoài thì nó có những cái rối loạn về thần kinh nhẹ, nhân nhức đầu, mệt mỏi, run cơ, buồn nôn, ngứa hoặc là dị ứng. Rồi ngoài ra có một số cái chất nữa, ví dụ như là natri và nước, bình thường là khi mà cái mức lọc của thận mà nhỏ hơn 5 ml trên 1 phút đó, thì nó tăng hoặc là nó giảm do nhiều các yếu tố khác nhau. Chủ yếu là do các quá trình mà tăng nhập thì dẫn đến cái thải trừ của thận tăng lên. Và nó giảm do cái đề phòng trong bệnh nhân tăng huyết áp. Tiếp theo nữa là các cái ông về kali. Như mình nói rồi, khi nãy kali được tái hấp thụ gần như hết, nó có thải ra ngoài khoảng 4 gram, nhưng mà khi mà tổn thương về cái ống thận thì cái kali này nó không có được tái hấp thụ, hoặc là nồng độ kali trong máu sẽ giảm rất là nhiều khi bệnh nhân có kèm theo cái lợi tiểu. Sử dụng thuốc lợi tiểu thì nó mất kali vào máu, nên là những trường hợp đó người ta phải bổ sung lại kali, hoặc là lâu lâu người ta sẽ phải làm cái xét nghiệm kali máu. Nếu nó giảm quá mức thì cũng phải bổ sung. Còn khi mà cái nồng độ kali trong máu nó tụt quá nhiều thì bệnh nhân rất là mệt, bởi vì nó sẽ dẫn truyền đến kali, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự dẫn truyền của cái dây thần kinh trong tim, nó làm thay đổi cái nhịp tim của bệnh nhân, gây loạn nhịp, hồi hộp, bồi hồi. Còn lượng kali trong máu mà nó tăng quá mức thì nó có thể gây ngưng tim, nó gây giãn cái thì tâm trương toàn bộ, tức là cơ tim nó giãn ra, nó không co lại nữa, nó gây ra tử vong.
nên là khi mà bổ phụ cái lượng kali này này vào trong máu, khi mà bổ sung á, bổ sung an toàn nhất là đường qua ăn uống, không thì qua đường tim tim bắp hoặc là qua đường truyền, nhưng là truyền tĩnh mạch, nhưng mà phải truyền qua cái dây dịch truyền cơ, chứ rất ít những trường hợp mà người ta tiêm trực tiếp cái kali qua tĩnh mạch. Mà nếu có tiêm qua tĩnh mạch thì cũng chỉ là một ống thôi. Nếu mà tiêm quá 2 ống, 3 đến 4 ống kali trực tiếp vào tĩnh mạch thì nó gây ra những cái tác dụng rất là ghê gớm, là gây ngưng tim toàn bộ thì ở cuối của thì tâm trương, và dẫn đến là bệnh nhân có thể tử vong. Tử vong không cứu lại được ấy. Nó và cái ion kali nó cũng là một trong những cái hóa chất để gây tử hình ấy. Mình hay thấy người ta tử hình bằng thuốc, thực chất nó chỉ là tiêm cái kali vào thôi, thì ở nồng độ kali nó vượt quá ngưỡng ở trong máu thì nó sẽ gây giãn cơ tim toàn bộ, làm cái chết không hề đau đớn, rất rẻ tiền, không hề tốn, hóa chất rất là rẻ. Cái ion H cộng ít khi tăng trồng chậm, nhưng mà khi mà nó thay đổi thì nó sẽ thể thay đổi cái thành phần mà thăng bằng kiềm toan ở trong cơ thể. Ngoài ra một số các ion về canxi, magie, T4 thì nó cũng sẽ có bất thường, clo nó cũng sẽ có tăng lên trong máu. Cái quan trọng nữa là các rối loạn về nội tiết, insulin nó giảm. Insulin giảm thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái glucose trong, nó sẽ tăng glucose trong máu. Bởi vì insulin là thằng duy nhất nó kéo cái glucose trong máu xuống. Hôm sau cái bài về insulin thì mình sẽ được học rõ hơn, học kỹ hơn nữa ở cái bài mà rối loạn chuyển hóa glucose. Khi insulin giảm thì nó do các cơ chế, một là cái uremic nó cản trở tác dụng của insulin, thứ hai nữa là khi kali nó giảm thì nó cũng giảm tiết ra cái insulin, cái thứ ba nữa khi insulin nó giảm gắn với thụ thể thì nó không sử dụng được đường á, thì có thể là gây ra những cái rối loạn glucose nhẹ, nên là những cái bệnh lý về tiểu đường khi cái khối lượng insulin giảm này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng nội tiết của thận. Tiếp nữa là cái gastrin. Gastrin thì mình biết là hôm trước là cái gastrin là một cái yếu tố của bảo vệ niêm mạc dạ dày, phải không ạ? Thì khi mà tăng gastrin thì nó giảm thoái biến rồi thì bệnh nhân dễ bị viêm loét dạ dày tá tràng. Tiếp nữa là cái hormone GH hormone của tuyến, khi kèm theo các tác dụng của cái ure, nó làm ức chế cái somatostatin thì làm cho trẻ chậm phát triển. Cái hormone GH là một cái hormone mà của cái tuyến sinh dục, nó làm cho thúc đẩy cái sự tăng trưởng của thể chất ấy. Khi không có hormone GH thì mình chậm phát triển về thể chất, người ta còn gọi là bệnh lùn tăng trưởng ấy. Nên là mình đã đi xong phần về thận tiết niệu rồi, anh chị về nhà mình xem lại. ICU là gì hả cô? Dạ, ICU là một cái khoa về chăm sóc đặc biệt cho những bệnh nhân nặng, gọi là chăm sóc toàn diện. Tất cả những bệnh nhân vô ICU thì tất cả những bệnh nhân đã vô ICU thì sẽ được chăm sóc một cách toàn diện về về cả về bệnh và cả về tất cả những cái chăm sóc về sạch như bên ngoài, ví dụ như ăn uống vệ sinh toàn bộ cái bệnh nhân trong ICU là được chăm sóc toàn diện, từ trong từ nhân viên y tế sẽ làm hết, người nhà chỉ ở ngoài thôi. Tức là khi vô đến ICU là những cái khoa rất là nặng, thường phải can thiệp của máy móc, thở máy, các cái đặt các cái CPF là cái đường truyền tĩnh mạch trung tâm để nó duy trì về các cái tuần hoàn. Ôi, các bệnh thận và các cái nội dung mà cô dạy á, vậy thì đối với lại học viên á, cô có kinh nghiệm khuyên để làm sao giảm thiểu cái tổn hại của bệnh thận này ạ? Đối với một người bình thường mà để giảm thiểu được các cái chức năng về thận ấy, thì thứ nhất là uống đủ nước, ít nhất là hòa 2 lít cho đến 2 lít rưỡi nước hàng ngày để nó duy trì cái lượng máu đến cái lượng thận. Thứ hai nữa là ăn hạn chế muối,
ăn mặn quá thì nó, nãy mình nói rồi, cái mức lọc của thận nó sẽ thay đổi, natri nó một cái lượng quá mức thì nó sẽ làm cho cái phần tái hấp thu nó phải làm việc nhiều hơn, thì nó kéo theo nước rồi gánh nặng của thận nó sẽ tăng lên và nó sẽ gây ra hiện tượng là suy thận, tăng huyết áp do cái muối. Để duy trì được một cái sức mạnh của thận khỏe mạnh thì cái điều tiên yếu đầu tiên là phải nạp đủ nước vào trong cơ thể. Chị nhá. Cô cho em hỏi, nếu mà một người mà bị ứ nước thận cấp độ 2 á, mình có lời khuyên gì cho người đó cô? Thì phải giải quyết cái nguyên nhân gây ra ứ nước. Nguyên nhân ứ nước thì thông thường, các nguyên nhân ứ nước thì thường là do các sỏi, mà ứ ở thận thì thường là các cái sỏi nó sẽ chèn ép ở các cái đài bể thận đó anh, thì nó sẽ gây ra cái mức độ ứ nước. Mặc dù trên lâm sàng mức độ ứ nước độ 2 thì nó chưa gây ra hiện tượng suy thận đâu, phải độ 3, độ 4 thì mới gây ra những hiện tượng cấp suy thận, nhưng trước và sau gì thì cái nguyên nhân đó nên được xử lý bằng cách là thông sỏi hoặc là tán cái sỏi đó đi, giải quyết cái nguyên nhân ứ nước đó đi, thì để nó không có không có bị suy thận ở khúc sau. Tức là phải giải quyết nguyên nhân gây ra ứ nước. Còn về phần ăn uống thì mình khuyên bệnh nhân làm gì chị cô? Thì khi nãy nói rồi, cái việc tiên quyết đầu tiên là chị phải nạp đủ nước, thứ hai nữa là hạn chế ăn mặn, thứ ba là lượng đạm cung cấp vào vừa phải thôi, đừng có dư đạm nhiều quá, ăn đạm nhiều quá nó cũng sẽ ảnh hưởng, khi cái lượng mỡ máu trong máu nó tăng quá mức nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các hiện tượng về protein nhiễu và trụ nhiễu đấy ạ. 1 gram đạm trên 1 kg trọng lượng được không cô? Trên một ngày? Được. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. ICU. Vâng đúng rồi, ICU chính là từ cái tắt của khoa chăm sóc tích cực. Khoảng không biết sống chết lúc nào, bằng khoảng 30% nằm trong ICU là sẽ có nguy cơ tử vong. Suy thận cấp nó hồi phục được không? Dạ, suy thận cấp gần như 90% suy thận cấp, nếu điều trị xử lý kịp thời thì nó sẽ hồi phục, 90% sẽ hồi phục. Chỉ có 5% nó phải nhập viện thôi, và trong cái 5% đó thì có 30% sẽ nằm trong cái ICU. Có nói rồi đấy ạ. Chị Hoàn á, chị Hoàn có hỏi suy thận cấp có hồi phục được hay không ạ? 90% suy thận cấp là hồi phục hoàn toàn. Cái người mà chạy thận đó cô, có khả năng hồi phục thận được không cô? Tùy theo mức độ anh ạ. Thông thường là những cái trường hợp mà nguyên nhân người ta, nếu như chạy thận chỉ để giải quyết cái nồng độ NH3 trong máu á, thì có một số trường hợp người ta chỉ chạy vài lần thôi để nó giải quyết cái thải bớt cái lượng NH3 để tránh ngộ độc thần kinh thôi. Còn cái trường hợp mà nó suy thận hoàn toàn rồi á thì phải chạy suốt đời, ngưng chạy thận là sẽ chết. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Cất sinh như dùng thuốc là lời khuyên dành cho họ như thế nào? Dạ, cất sinh là một cái hội chứng mà do mình sử dụng corticoid lâu dài và kéo dài. Cái lời khuyên cho người sử dụng thuốc bị hội chứng cất sinh ấy, đó là hãy kiểm soát cái lượng corticoid nạp vào và giảm thiểu mức tối thiểu nhất có thể được. Một khi đã xài cất sinh thì không thể ngưng corticoid liền được đâu. Ngưng liền nó gây ra những cái hội chứng sốc thuốc, bởi vì cái corticoid nó xài lâu dần nó sẽ gây cái hiện tượng quen và nghiện thuốc. Và một khi mà đã có cất sinh rồi á thì người ta phải làm các cái xét nghiệm và bác sĩ người ta phải điều chỉnh cái lượng corticoid thấp nhất có thể được, cai dần dần và cho đến lúc mà bỏ thuốc, khi bỏ được corticoid thì cái hội chứng cất sinh nó sẽ giảm. Nhưng mà thực tế nó rất là khó. Cất sinh là do sử dụng thuốc corticoid, thuốc kháng viêm quá lâu, trong thời gian quá dài thôi. Thì trên những cái bệnh nhân mà viêm thận là 1 này, trên bệnh nhân lupus ban đỏ là 2 này, trên bệnh nhân thấp khớp là 3 này. Đó là những cái bệnh mà bác sĩ người ta phải xài cái thuốc corticoid kéo dài, trong mà không xài corticoid thì nó không còn cái cách nào khác cả. Thì khi xài nhiều như vậy thì nó gây ra cái hội chứng cất sinh là hội chứng khuôn mặt trăng giòn này, bụng to này, chân tay teo này, hệ miễn dịch nó giảm này, rồi viêm loét dạ dày, nói chung là hội chứng cất sinh nó sẽ kéo theo nhiều cái, trong đó có cả nội tiết nữa. Cô ơi, cho em hỏi, một cái đứa bé mới sinh ra mà nó bị suy thận là có phải do cái người mẹ trong lúc mang thai bị suy dinh dưỡng như lại bị bệnh lý không cô? Sơ sinh mà suy thận à? Dạ. Cháu mẹ. Em nó bị cô. Mẹ có bị bệnh lý gì trong quá trình mang thai không? Dạ, bị nhiễm Covid.
với lại bị suy dinh dưỡng á cô, cái dạng ốm yếu. Mẹ rất là gầy hả? Dạ có 39 kg. Vâng thì đúng rồi. Ý chị muốn hỏi là sao? Ý là em thấy em bé mới sinh ra mà nó đã bị suy thận, người ta kêu lớn lên á rồi đợi có cơ hội là thay cái quả thận. Tức là gần như chức năng thận của trẻ nó mất đi hoàn toàn trong quá trình mang thai rồi. Cái này không can thiệp được bởi vì là cái nguyên nhân gốc của nó là từ mẹ cơ. Lượng protein trong áp lực keo trong cái cơ thể của người mẹ nó quá đi là thấp. Nó dẫn đến là nó ảnh hưởng đến cái mức lọc của thận của cái đứa trẻ từ khi nó trong bầu thai cơ. Và với một tình trạng của trẻ như vậy đẻ ra mà đã phải suy tới mức mà nó hư rồi. Suy thận thì không phải là lúc nào nó cũng phải là ghép đâu, nó có cái mức độ. Ví dụ suy thận độ 1, độ 2 là cái suy thận có thể hồi phục, có thể điều trị vực nó lên được. Thì không cần phải thay, nhưng một khi nó suy thận đến độ 4 thì nó không còn cách nào khác. Là bây giờ thì trong còn nhỏ thì người ta sẽ một là chạy thận, người ta điều chỉnh lại cái chức năng thận bằng thuốc, người ta duy trì cho đến đứa bé nó khoảng 1 tuổi hoặc trên 1 tuổi thì đó, và nó kiếm được cái quả thận tương thích để nó thay. Nếu mà tiếp tục mà duy trì nữa mà không dùng thuốc y khoa mà nó không cân đối được nữa mà không có thận để thay nữa thì chỉ còn cách là có tiền thì chạy thận nhân tạo suốt đời thôi, mà còn không có tiền nữa thì tử vong. Và cái chuyện chạy thận nhân tạo nó chỉ là cái kéo dài cái thời gian để chờ thận hiến thôi. Và chờ thận hiến ở trẻ nó lại rất là khó, nó không giống như người lớn anh chị. Cái hiến thận, hiến nội tạng ở trẻ em nó khó lắm, khó ở chỗ là ai cũng thương con hết. Mà một cái đứa bé nó bị làm sao đó thì người ta mới hiến thận. Mà cái chuyện hiến thận ở trẻ nhỏ á thì nó chỉ được xảy ra khi bố mẹ nó đồng ý thôi, mà gần như không có bố mẹ nào đồng ý cả. Mặc dù mà mình có rất là nhân đạo đi chăng nữa thì mình có thể hy sinh bản thân mình, chứ gần như người ta không hy sinh bản thân con người ta đâu. Chưa kể đến chuyện là cái quả thận đó nó phải phù hợp với trọng lượng kích thước của trẻ nữa, nên là cái chuyện hướng thận ở trẻ em cực kỳ khó để chờ được có một tạng tương thích. Ví dụ người lớn của mình á thì nó đều trên cái kg cân nặng tương xứng như vậy rồi á, thì cái nội tạng nó sẽ nhiều hơn. Chị hiểu ý mình không? Cái mà mình chờ được cái quả thận nó tương thích, nó sẽ tỷ lệ nó sẽ cao hơn so với lại một cái đứa nhỏ. Thứ hai nữa, ví dụ người lớn trong gia đình, một người thân của mình đi, bố bị suy thận thì con có thể hy sinh một quả thận để cho con nó thay thế được. Nhưng mà ví dụ như cái đứa nhỏ đó nó mà suy thận, ví dụ như ông bố nó chẳng dàn thay cái quả thận nữa, kể cả quả thận tương thích, bố sẵn sàng hy sinh một quả thận cho con, nhưng người ta cũng không thể ghép được, người ta không thể lấy quả thận từ bố người ta ghép sang con được. Rất là nhiều khó của chuyên nhi. Dạ em cũng thấy khó cô. Thực sự nó khó. Dạ. Cô ơi, bữa cô nói là mình học tới buổi thứ 5 là mình kiểm tra 45 phút hả cô? Vâng đúng rồi chị. Vậy hôm nay thứ 5 là tuần sau kiểm tra hả cô? Ủa? Đâu, mình đã bữa nay là bữa thứ 5 đâu. Bữa nay bữa thứ 4. Chết rồi. Lớp này chạy rất là chậm. Vừa đông xong rồi kiểm tra, xong rồi điểm, xong hỏi tùm lum tà la. Bài đang còn nợ rất là nhiều luôn. Cô ơi, cái bài thận này nó rất là nhiều luôn đó cô cho câu riêng, hỏi riêng bài thận và bài gan cực kỳ khó, nên mình nói rồi, hệ tuần hoàn mà anh chị đã kêu khó. Ví dụ như chỉ đơn thuần cái hệ tuần hoàn là tim trái tim phải thôi mà anh chị đã khó rồi, thì sang đến gan đến thận nó còn khó vô cùng, bởi vì chức năng của nó nhiều, chức năng nhiều thì nó rối loạn, thì tức nó sẽ nhiều cơ chế, nó nhiều. Nhưng mà cũng có lo đâu, điểm 10 không thấy có mấy người điểm thấp đâu, có mấy người 6.5, một vài người dưới 5 điểm thì dưới 5 điểm thì dưới 5 điểm thì kiểu gì cũng cho kiểm tra. Kẹo nữa cô gửi link để đi kiếm cái link nữa. Vậy khi nào kiểm tra cô báo trước nha cô, với lại nội dung bài nào cô báo nha cô. Chiều thứ 7 là buổi học thứ 5. Vậy chiều thứ 7 kiểm tra, sáng chủ nhật kiểm tra. Đợi cô một phút, cô xem lại cái lịch học của anh chị đã. Mình sẽ kết thúc vào ngày nào nào. Kết thúc vào ngày 17 tháng 12, tuần sau phải không? Sáng chủ nhật tuần sau mình kết thúc.
Chị Tú ơi, khả năng là lớp mình sẽ phải kiểm tra vào với cái tình hình mà anh chị mà làm bài kiểm tra mà nó lôm côm mà là mail gửi được, mail không gửi được cái này xong rồi gửi mail mà không có tên như thế này á. Mà đến buổi thứ sáu mới kiểm tra thì cô không rà lại cho anh chị đâu. Ngày hôm nay cô phải mất cả một tiếng đồng hồ để rà điểm lại cho các anh chị phải không? Tức là anh chị gửi mail thì gửi không đi được nè. Gửi mà nó chỉ một chữ dược không, nó không có họ tên gì cả nè, thì không vô được. Những trường hợp đó là cô phải trả mail về cho anh chị thì cô mới vào được điểm thôi, chứ cô mà không trả mail cho anh chị cô không vào được điểm. Nên là mình bắt buộc mình phải kiểm tra buổi chiều thứ bảy anh chị ha. Kiểm tra buổi chiều thứ bảy. Rồi để cô thiết kế cái đề kiểm tra cho nó đơn giản lên một chút xíu nữa, không có anh chị than quá. Dạ. Cô ơi, để kiểm tra cô gài điểm luôn đi cô, để mọi người biết luôn, cô chụp hình gửi cô được rồi. Vậy thì không được. Nó phải có cái lưu lại để phòng đào tạo người ta kiểm tra nữa chứ chị. Chị ý là chị nói là công bố điểm luôn phải không? Dạ. Trả điểm cho chị luôn, thế thì rồi những cái người người ta nạp sau thì sao? Chị công bố điểm thì công bố kết quả luôn cho chị rồi, nó sẽ rồi những câu đúng câu sai thì những người nạp trước là thì thiệt, những cái người nạp sau thì sao? Chị công bố khi các anh chị đồng ý là trong sau 45 phút cô chốt link thì mới công bố điểm được. Cô ơi, nội dung trong bài nào cô? Bây giờ cái gì có các anh chị cũng muốn xin, anh chị muốn xin nạp muộn. Hạn nạp muộn. Hạn thì nạp muộn mà hạn thì nạp muộn mà xong khi đấy lại đòi trả điểm báo điểm luôn thì trả điểm luôn báo điểm luôn thì những cái người phía sau chỉ cần nhìn cái chỗ mà anh chị báo điểm sửa chỗ sai người ta mười hết à. Đúng không ạ? Anh chị phải hiểu giùm mình chứ. Vâng, giới hạn phần kiểm tra thì mình sẽ kiểm tra ba chương thận tiết niệu là 1 này. Chương viêm là 2, chương chuyển hóa glucid là 3 chương. Thì trong đấy cái thận tiết niệu hôm nay mình học không sao, mình sẽ kiểm tra bài glucid và protein. Chuyển hóa glucid và chuyển hóa không. Bài viêm đi, viêm nó dễ hơn. Sinh lý quá trình viêm. Sinh lý quá trình viêm và rối loạn chuyển hóa glucid. 3 bài. Nhắn lên đây ha. Một là thận tiết niệu. Hai là bài sinh lý bệnh. Quá trình viêm. Ba là chuyển hóa glucid. Glucid thì hôm sau mình sẽ được học. Bài quá trình viêm hôm sau cũng học. Đúng rồi, học xong mới có link kiểm tra chứ. Học xong rồi mình sẽ gửi link kiểm tra cho anh chị. Rồi đến tối mình cũng mới chốt giống hôm rồi. Được không ạ? Dạ được ạ. Dạ, mình cho anh chị thời gian thoải mái rồi. Dạ, cô thương lớp, thương tụi em, cô cho tụi em gia hạn thời gian. Vậy là tụi em cảm ơn cô lắm rồi ạ. Thế mà hôm trước còn bị ý kiến đấy. Dạ thấy cái đề hoãn nha cô. Thế mà điểm cũng quá trời 10 đấy không? Dạ em đâu có được 10 đâu. Được bao nhiêu? Dạ. Cô ơi, cô cho xin tẹp slide bài giảng đi cô. Bài nào chị? Bài rối loạn chuyển hóa glucid đó cô. À, trước chưa có hả? Mình gửi cho ai đó. Cái gì Trần Minh nhỉ? Lớp này. Mình gửi cho anh Trần Phước Hưng nhé. Mình gửi cái bài chuyển hóa, rối loạn chuyển hóa glucid cho anh Trần Phước Hưng nhé. Tại năm trước nó gửi sót đó. Được không? Dạ, cô gửi cho bạn Hưng rồi bạn Hưng gửi lên cũng nhóm cũng được cô. Dạ.